Rồi chào chị Cương nha. Rồi mấy chị vào lại giúp em chia sẻ một lúc rồi mấy chị. Rồi chờ em xíu nha mấy chị nha. Mấy chị không thấy em comment, mấy chị comment mà không thấy em trả lời thì mấy chị comment lại nha mấy chị nha. Tại vì nó hay ẩn comment đó mấy chị. Đã nghe rồi còn ẩn comment nữa. Dạ rồi em chào 12 chị nha. Chờ xíu mấy chị ơi. Rõ chưa mấy chị? Mấy chị xem thử rõ chưa? Rồi. Để từ từ em đọc comment từng người nha. Dạ 100k một ký nha chị Dương Diệu An nha. Bi đen lần sau 100k một ký. Dạ rồi ok chị Dũng Thợ Mộc nè. Ok chị nha. Rồi chào mấy chị nha. Đây. Rõ rồi. Cầm đi. Rồi chị cắt cái này 2 mét đúng không chị ơi? Chị nào ta? Ta. Chị nào cắt cái này 2 mét thì comment lên lại giúp em nha. Chị nào cắt cái này 2 mét thì comment lên lại giúp em. Nó trôi bình luận nữa rồi mấy chị. Em lại không thấy nữa rồi. Rồi bây giờ mấy chị chốt lại từ đầu giúp em nha. Cho mấy chị chốt. Lan Nguyễn cắt 2 mét hả? Phải không? Phải thì ok lên lại giúp em nha chị Lan Nguyễn nha. Phải thì ok lên lại giúp em nè. Rồi bây giờ mấy chị lấy cái gì thì mấy chị chốt lại từ đầu nè. Đó, mấy chị lấy cái gì thì mấy chị chốt lại từ đầu giúp em nha. Ai vậy? Rồi chào chị Thu Khoa nè. Dạ cái này là vôn đó chị ơi. Cái này là vôn nha. Rồi cắt cho chị Lan Nguyễn 2 mét thì em còn 2 mét nè. Mấy chị chốt lại từ đầu giúp em với nha. Chứ giờ là coi như là em quên sạch rồi đấy. Bây giờ mấy chị muốn lấy cái gì mà em chưa lấy cho mấy chị hoặc là từ nãy giờ chưa chốt cho mấy chị là mấy chị chốt lại nha. Chốt lại giúp em nha mấy chị nha. Chị Lan Nguyễn 2 mét nè. Mấy chị chốt lại cho em nha mấy chị nha. Rồi em còn 2 mét, chị nào lấy thì chốt nè. Để em cân lên cho mấy chị luôn, mấy chị chốt mã lên cho em cho nó dễ nha. Rồi 2 mét 29 ngàn nè. 2 mét 29k. Chị nào lấy thì chốt nè. Rồi lên cho mấy chị mảnh áo nè.
Cái này em có hơn một áo à, quên, em có hơn 2 mét, hơn 1 mét cho mấy chị nha, mấy chị lên áo đủ nè. Cái này Vòng 2 mét. ai Thủ kho vòng 2 mét. Bảo thang 2 mét. vân sọc mã 61. Mã 61 vân sọc 61 hả? Một mét thì không có chị ơi, cho Bảo Khoa, Bảo Khang này, cái này cho Bảo Khang này. Em hết mất rồi chị Thu Khoa này, hết mất rồi chị ơi. Bảo Khang thì có đâu đúng không? Bảo Khang hôm qua có rồi. Có hôm qua. Chỗ Abaco đấy. Rồi chị nào lấy mảnh này thì chốt lên cho em nha mấy chị nha. Lấy thì chốt lên cho em nè. Lấy thì chốt lên cho em mã. Mã 19 nha mấy chị nha, 19K nè. Ai lấy mảnh này chốt 19 lên giúp em. Lấy chốt 19 lên giúp em nha mấy chị nha, 19K. Chị có đơn rồi, chị Dũng Thợ Mộc nha, chị có đơn rồi. Từ nãy thì chị có đơn, từ nãy giờ chị có đơn rồi nha. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em nha mấy chị ơi, chị nào lấy thì chốt. Lấy thì chốt lên giúp em nha mấy chị ơi. Ai lấy mặt này thì chốt lên cho em nè. Chị nào lấy thì chốt mã 19 lên cho em. 19K. Rồi lên cho mấy chị mảnh áo nữa nè, em còn 1 mét nè. 1 mét áo nha mấy chị nha. Chị nào chốt áo thì mấy chị lấy nè, áo lẻ mấy chị ơi. Rồi cái này 20K nè. Lấy thì chốt 20 lên cho em chắc lụa nha mấy chị nha. Cái này là chắc lụa nè. Lấy thì chốt cho em 19K. Để coi thử ai chốt trước. Ngọc Điệp, chị Ngọc Điệp chốt trước. Cái mảnh đó hình như còn người ta. Đây, cái mảnh này hồi nãy ai ta? Chị Ngọc Điệp rồi tới chị Binh Chu nè. Cái mảnh này là cho chị Binh Chu nè. Đúng không? Phải không chị Binh Chu ơi? Tuần nãy chị chốt hụt cái này đúng không? Mảnh 35 á chị, Ngọc Điệp xong tới Binh Chu đúng rồi nè. Phải thì ok lên giúp em nha, cái mảnh vôn nè chị. Chị Ngọc Điệp chốt 35 á, xong tới chị Binh Chu chốt rồi tới chị nào, nói chung là nhiều lắm. Nhưng mà em nhớ là tới lượt chị Binh Chu nè. Cái mảnh đó em còn nhiều 30. lắm. Phải thì ok lên giúp em với nha. Phải sọc bên trong hả chị? Dạ rồi ok, chờ em xíu. Rồi cái mảnh này 20 chị nào lấy thì chốt. Chị ok cái đó thì em bỏ cho chị nha. 19 em hết nha chị An Nguyễn ơi. Chừng nào? Dạ ngày mai nha chị Nguyễn Kim Phụng nha. Ngày mai nha, 20 chị Binh Chu luôn nè. 20 cho chị Binh Chu. 20 chị Binh Chu nè. Chị Binh Chu có lấy cái vôn hồi nãy thì ok lên giúp em nha. Còn không thì để em like cho người khác lấy rồi ok chị Binh Chu luôn. Chị Binh Chu ơi, đến hồi chút nữa ít tin nhắn cho em số điện thoại bên đó cũng được nha. Rồi cái này em có hơn 1 mét cho mấy chị này, lụa nè. Hơn 1 mét lụa chị nào lấy thì chốt lên cho em hơn 1 mét. Ai lấy mặt này thì chốt cho em mã. Cái này mấy chị chốt mã 21 lên giúp em đi, cái này có 20 ngàn thôi. Nhưng mà mã 20 vừa lên á, mấy chị chốt mã 21 đi cho nó khỏi lộn mã nha mấy chị nha. 21K ai lấy mã này chốt mã 21 lên cho em. Lấy chốt 21 lên giúp em nha mấy chị nha, 21K nè. Chị nào lấy thì chốt mã 21 lên giúp em nha mấy chị ơi, 21K. Ai lấy mã này chốt mã 21 nè. Hết rồi. 21K chị Nga Trần nè. Nga Trần nè. Rồi lên cho mấy chị mảnh hoa to nha mấy chị nha. Mảnh này hồi tối mấy chị chốt cũng không có luôn nè. Vậy chứ trong hàng kiện nhiều lúc nó lại có mấy chị ơi. Nghe Trần. Mà tới hồi mấy chị chốt hết rồi mà em đâu có biết là nó còn đâu. Không biết là nó còn luôn. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên với em mã 24, hơn 1 mét rưỡi 24K nè. Chị nào lấy thì chốt mã 24. Lấy chốt 24 lên giúp em nha mấy chị nha, 24K nè. Ai lấy mảnh này chốt 24 lên cho em nha mấy chị nha, 24K. Chị nào lấy thì chốt mã 24 nè. Có co giãn cho mấy chị luôn 24K nha. Lấy thì chốt mã 24 lên giúp em. Lấy chốt 24 lên cho em nha mấy chị nha, 24K. Ai lấy mảnh này chốt 24 nè. Chốt 24 lên giúp em nha mấy chị nha, 24K. 24 chị Ngọc Điệp. 24 chị Ngọc Điệp cái đó đó. Chị An Nguyễn ơi, chị chốt chậm mất rồi. Rồi ok chị Minh Chu nè. 24 chị Ngọc Điệp, 24 em hết mất rồi. Chị An Nguyễn ơi, mạng của chị chậm quá chị ơi. Trời ơi, mảnh 21 em chốt lâu lắc rồi, giờ chị mới lên luôn. Mạng chậm quá. Đó, mới bỏ đó. Rồi lên cho mấy chị mảnh áo nha. Chị nào lấy áo thì mấy chị chốt áo nè. Chị nào lấy áo thì mấy chị chốt áo lên giúp em. Cái này 18 ngàn nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt mã 18 lên giúp em nè.
18k nha mấy chị ơi, 18k, ai lấy mảnh này chốt 18 anh chị em. Lấy chốt 18 nha mấy chị nha, 18k. Chị nào lấy thì chốt 18 lên cho em nha mấy chị, 18k nè. 18k nha mấy chị, lấy thì chốt mã 18 nè. Mã 18 nha mấy chị nha. Cho chị Ngọc điện. Rồi lên cho mấy chị mảnh lụa nè. Lên cho mấy chị một mảnh lụa nha. Cái này về mấy chị lên bộ đẹp nè mấy chị ơi. Em đưa mặt trái. Đây nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt lên cho em mã nè. Em coi thử cái này còn bao nhiêu mét nè. Rồi cái này em còn 4 mét nha mấy chị nha. Chị nào lấy hết thì chốt, không thì em chia ra nha. Chị nào lấy hết thì chốt, không thì em chia ra cho nè. Rồi chị nào lấy hết thì chốt mã 60 lên cho em, không thì mấy chị chia ra nha. Chia ra thì 2 mét có 30 ngàn thôi nha mấy chị. 2 mét chỉ có 30k thôi, chị nào lấy thì chốt 30 lên giúp em. Em thấy chị chơi chị Binh Chu ơi, em thấy chị nha. Binh Chu 18k chị Binh Chu áo nè. Áo 18 nè. À đây đây. Rồi chị nào lấy thì chốt mã 60 lên giúp em nha mấy chị nha. Binh Chu 60 chị Binh Chu luôn nè. Là 4 mét đó chị ơi, 4 mét là 60 ngàn nha. Còn ai muốn chia thì em chia ra cho. Em còn mấy chị ơi, cái mảnh đấy em còn nha. Dạ rồi ok chị nè. 62 mét hả Binh Chu, 62 mét dạ rồi ok chị nha. Cắt cho. Hai mét cho chị Lan Nguyễn nè. Rồi em còn nữa, chị nào lấy thì cứ chốt nha mấy chị ơi. Lan Nguyễn. Lan Nguyễn. Chờ em xíu. 60 cho chị. 60 cho chị Giang Diệu, Dương Diệu Anh. Chị lên giùm em cái số với nha chị ơi. Rồi bỏ cho chị Dương Diệu Anh này. Lên giùm em số với nha chị Dương Diệu Anh nha. Vải bi trắng đen ở trên sào. Dạ cái đó là KT thô nha chị An Uyên ơi. KT thô nha chị nha. Dương Diệu An. Ghi cho đúng cái tên của nó nha. Không thể có ngồi tìm Facebook nó không ra. Lên giùm em số với nha chị Dương Diệu An nha. Cái đó là KT thô á chị An Uyên ơi, cái đó là KT thô nha. Em còn mảnh lụa hoa nhí này nữa nè. Chị nào lấy thì kèm số mét lên giúp em nha. Ở xa quá nhiều lúc hoa nhí nhỏ quá mấy chị không thấy á. Đó, lụa hoa nhí mấy chị ơi, lụa xốp nha. Chị nào lấy thì chốt nha, cái đó là lụa xốp mấy chị. Rồi ai lấy mảnh này nữa thì chốt lên cho em. Cái này em có 2 mét nè. 2 mét lụa hoa. 2 mét lụa hoa, chị nào lấy thì chốt lên giúp em mã. Mã 39 mấy chị ơi, 2 mét 39k. Ai lấy mảnh này chốt mã 39 nè. Lấy chốt 39 lên giúp em nha mấy chị nha, 39k. Mã 39 chị Dương Diệu An có số đó nè, em thấy số đó nè. Còn cắt thêm mảnh lụa đó em. À em hết rồi chị ơi. Em hết rồi, chị comment sau rồi em cắt cho người ta hết rồi. Đặt số Dương Diệu An 0397 421 736. Rồi 39k, 39k chị Minh Uyên. À 39k chị Diệu. À Bảo Khang nè. Bảo Khang nha. Hoa nhí đúng không? Bảo Khang. Hoa nhí đúng không mấy chị? Lên hoa nhí cho mấy chị một lượt nè. Để những chị nào không có hoa nhí thì mấy chị chốt nha. Bảo Khang. Rồi tiếp tục mấy chị ơi, ai lấy mặt này nữa thì chốt lên cho em nè. Đây hoa nhí nha mấy chị nha. Nó giống như hoa nhí đằng sau nhưng mà cái này là chất lụa nè, còn sau là chất xốp mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy mảnh này nữa thì chốt lên cho em nè. Để em coi thử bao nhiêu mét nha. Rồi cái này em còn 5 mét. Chị nào lấy hết thì chốt, không thì mình chia ra. Còn nhỏ thì chốt qua rồi.
Ai lấy mảnh này chốt mã 85. 5m 85k. 5m. Chị Duy Duy Nguyễn ơi hói mất rồi, KT thô à, bao nhiêu một mét chị ơi? Cái này hả chị? Cái này 2m của nó tầm 35.000 nha chị nha. 2m của nó tầm 35.000 nha. Là 1m của nó chạy ra là 17.000 một mét đó chị ơi. Đúng không ta? 35.000. Không, em thấy trên máy chủ là chị Bảo Khang chốt trước đó chị ơi. Rồi ai lấy mảnh này thì chốt nha. Đó, cái này KT thô này mấy chị. Có co giãn cho mấy chị nha, chứ không phải nó được. Chứ không phải là nó không co giãn đâu. Chứ nó không phải là em còn nhiều hoa nhí lắm, mấy chị yên tâm. Rất là nhiều luôn nha. Tại nó ở dưới đống này mấy chị thấy cái đống nó đầy không? Cứ xem like từ từ rồi chọn này mấy chị ơi. Nhiều lắm. Lan Nguyễn 2m nhí. Rồi 2m nhí chị Lan Nguyễn nè. Rồi chờ em xíu. 2m nhí rồi còn bao nhiêu em bỏ cho chị nha, chị Binh Chu nha. Tại chị Lan Nguyễn chốt trước nè. Em chốt công bằng cho không thôi là được chị này móc chị kia. Hay là chị có lấy cái nhí trên xào không chị Binh Chu ơi? Chị có lấy cái nhí trên xào không? Em cắt cho chị đủ 5m luôn nè. Chị có lấy cái nhí trên xào không? Em cắt cho chị đủ 5m luôn. Cái nhí trên xào nó cũng y như cái nhí dưới này luôn. Con thấy cô nha. Thấy cô nha, cô Bách Trần Phương nha. Đây, cho chị Lan Nguyễn nè. Chị nào cũng là khách của em hết á. Đây là chị nào chốt trước là em cứ bỏ trước thôi. Em không muốn mắc lòng một chị nào hết. Xem sọc trắng đen đi em. Dạ rồi, ok chị nè. 7m ca tô thôi đi. Dạ rồi chị An Uyên ơi, lên giùm em cái số điện thoại nha. Còn 3m chị có lấy không chị Binh Chu? 3m chị có lấy không? 3m chị có lấy không chị ơi? Dạ bộ là 2m là may bộ được rồi nha chị nha. Nếu như người nào mà to mập đồ dậy thì mấy chị lấy cỡ 2m2. Còn bình thường thì mấy chị cứ lấy 2m thôi. Đó là em nói theo kiểu thoải mái á mấy chị. Thoải mái cho mấy chị á. Dương ai? Ai? Có số điện thoại chưa? Còn lại bảo chị. Dạ rồi ok chị Minh Chu nè. Lại cho chị Minh Chu. Chị An Nguyên ơi lên giùm em số điện thoại rồi em cắt cho chị nha. Rồi lên cho mấy chị 1m rưỡi nè. Binh Chu nha. 1m rưỡi cái này mấy chị ơi, 1m rưỡi vôn hoa. 1m rưỡi vôn hoa chị nào lấy thì chốt lên cho em mã 10 15. 15k, 1m rưỡi 15k nha. Ai lấy mặt này chốt mã 15, cái này đẹp nè mấy chị. 15k nha mấy chị nha, chị nào lấy thì chốt 15 1m rưỡi nè. Cái này đẹp lắm mấy chị ơi, 15k nè. 15k ai lấy mặt này chốt mã 15 có hoa màu đỏ không em? Có vải nền màu đỏ không em? Em không biết luôn á. 15k. Chị An Uyên 17m nè. Thô nha chị nha. Nhưng mà cái này thô là co giãn đấy. Em nói chung là em có nói rõ chắc cho mấy chị luôn rồi. Đó, em có nói rõ số chắc cho mấy chị kỹ càng nha. Mấy chị thích là mấy chị mới chốt nha. Mấy chị thích là mấy chị mới chốt nha mấy chị nha. Chứ không phải là chắc thô mà em nói chắc lụa mềm là không có bao giờ có. Em nói rõ để cho chị nào lấy thì mấy chị chốt nè. 7m đúng không chị? Chờ em xíu nha. Chị ơi, chị An Nguyên ơi, 6m được không chị? Nếu như chị lấy thì chị ok lên giúp em 6m. 6m là em bỏ cho chị nè. Mảnh lá nền đen hoa đỏ sau lưng. Rồi em lên mảnh này cho mấy chị nè. Chị nào chốt trước thì em bỏ trước nha. Rồi cái này em còn 1m7. 1m7 lụa hoa, chị nào lấy thì chốt lên giúp em 1m7 nè. Cái đó satin nè mấy chị. Ai lấy mảnh này chốt mã 29 nè. 1m7 29k. Chị nào lấy thì chốt mã 29 lên giúp em nha mấy chị nha, 29k nè. Mã 29 nha mấy chị nha, 29k. Có vải nên mảnh đỏ. 15 cho chị Hồng Nguyễn nè.
15 cho chị Hồng Nguyễn này. Hồng Nguyễn có đơn rồi cho chữ H. 29 chị Hoa Hồng này. 29 chị Hoa Hồng. Hoa Hồng này. Còn này cho chị An Uyên này. An Uyên mới làm đơn đó. Hoa Hồng. Hoa Hồng đâu chị đó. Rồi lên cho mấy chị mạnh phone hoa nhí, nhiều hoa nhí lắm mấy chị. Mấy chị cứ chọn, từ từ chọn nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh 1,5 m nè. Cái này 1,5 m nha. Ai lấy mảnh này thì chốt lên cho em 1,5 m nè. Rồi cái này 20.000, chị nào lấy thì chốt mã 20. Lấy chốt 20 lên giúp em nha mấy chị nha, 20k. Chị nào lấy thì chốt mã 20. Lấy thì chốt mã 20 lên giúp em nha mấy chị ơi, 20k nè. Chị nào lấy thì chốt mã 20 lên cho em. Mã 20 nha mấy chị nha, 20k. Ai lấy mảnh này chốt 20 lên giúp em. Chốt 20 nha mấy chị nha, mã 20 nè. Lấy thì chốt 20 lên cho em. Bỏ cho An Uyên nè. Mã 20 mấy chị ơi, lấy thì chốt mã 20. Mảnh hoa hồng đỏ em còn một mảnh nè. Hoa hồng đỏ em còn một mảnh nha. Bỏ cho chị An An Ốc nè. Mã 20 cho chị Hồng Nguyễn nè. Hồng Nguyễn nè. An Nguyên lên rồi, mới làm đơn xong mà. Làm đơn có tên hay là vô số? Chị ghi tên chưa? Ghi tên rồi. Ủa sao không lướt trong Facebook tìm số? Cái này qua Hồng Nguyễn. Hồng Nguyễn. An Nguyên ghi số An Yên trước đi. 0704 0704 829 0704 nha. 0704 829 042 042 nha. Để ghi cho bỏ cho chị Hồng Nguyễn này. Cái này Hồng Nguyễn à, 20 đếm hết mất rồi. Hoa nhí trên xào hả chị? Em cũng không biết luôn ấy. Chắc là tầm 5m, 6m gì đó. 5m, 6m, không có 5 nha chị ơi, không có 5. Không có 5 nha. Rồi lên cho mấy chị mảnh vôn nữa nè. Lên cho mấy chị một mảnh vôn, chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Vôn beo nha mấy chị nha, Hồng Nguyễn nha. Ai lấy mảnh này thì chốt, có khi nào ghi chữ mà nhận chữ của mình mà nhận không ra luôn không? Ghi chữ gì mà thấy ghê quá. Rồi em có 3,5 m nha mấy chị nha. Không nhận không ra luôn. 3,5 m chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Cái đó là vôn mấy chị ơi, 52.000. Chị nào lấy thì chốt mã 52. 3,5 m, 52k, Hồng Nguyễn nha. 52k, ai lấy mảnh này chốt 52 lên giúp em. Lấy chốt 52 mấy chị ơi, 52k nè. Mã 52. Ai lấy mảnh này chốt 52 lên giúp em nha mấy chị nha, 52k nè. Ai lấy thì chốt mã 52, vôn mấy chị ơi. 52k. Chốt cực khổ lắm nha, đừng sót hay lộ. Dạ. À lấy hết cái này luôn hả chị? Phải, ok giúp em với nha chị Binh Chu nha. Lấy hết luôn hả chị ơi? Ok cô Bách Trần Phương. Beo chị Binh Chu. Binh Chu nè. Binh Chu. Trừ khi những mảnh nào mấy chị thấy không thấy có của mấy chị, là trừ khi nó lỗi mấy chị là em dục ra luôn. Khi mà em xếp vải á, nhìn chỗ chữ H mà không có hả? Nhìn chỗ chữ H mà không thấy hả? Là trừ khi ví dụ mấy chị có mảnh đó mà tới hồi mấy chị thấy không có, là trừ khi nó lỗi thôi nha mấy chị nha. Nó lỗi là em đâu bỏ cho mấy chị đi đâu, là em dục ra luôn. Rồi cái này em có 3,5 m, chị nào lấy thì chốt lên với em mã. Mã 49 mấy chị ơi, 3,5 m, 49k nha. Chị nào lấy thì chốt mã 49 lên giúp em. 49k nè. Lấy thì chốt mã 49 nha mấy chị nha. Cái gì? Ê, em bỏ hết cho chị Binh Chu rồi mấy chị. Lấy chị 3m chấm bi trắng ở mảnh 6m3 ấy. Là cái nào chị? Cho chị 3m chấm bi trắng ở mảnh 6m3.
Tìm ai vậy? Nè, bên Châu nè. Rồi ai lấy mảnh này chốt mã. Mã 49 lên giúp em nha mấy chị. Ủa là mảnh nào chị? Chấm bi trắng nào nữa chị ơi, cho chị mảnh chấm bi trắng. Rồi mảnh 63 ơi. Không biết mảnh nào luôn ấy chị. Ai lấy mảnh này chốt 49 lên giúp em nha mấy chị nha. 49k chị nào lấy thì chốt 49 lên giúp em. Chốt 49 nha mấy chị nha. 49 rồi em hết 52 rồi chị Mỹ Thanh ơi. Hai mảnh hoa sát gốc. Ngồi đó. Vải gì em? Cái này là súp bọt. Cái này là von. Đây von này nè chị. Cái này cũng von luôn nha. Từ từ nha mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy 49 thì chốt 49 lên giúp em nha mấy chị nha. 49k. 49 chị Mỹ Thanh nè. Hai mảnh. Mỹ Thanh, chị Mỹ Thanh ơi lên giùm em cái số điện thoại. Chị bốn cho anh đi ngủ đi kìa. Rồi beo nha mấy chị nha, beo nè. Ai lấy mảnh beo này thì chốt nè. Beo nha mấy chị ơi. Mỹ Thanh. Chị nào lấy mảnh này nữa thì chốt lên cho em. Cái này em còn cỡ 1m7 mấy chị ơi. 1m7 beo nha. 1m7 beo chị nào lấy thì chốt lên cho em. 1m7 nè. Ai lấy mảnh này thì chốt lên cho em mã 38. Lụa mấy chị ơi, cái này là lụa nha. 38k. 1m7 38 nha. Có co giãn cho mấy chị. À lụa, nói chung là đa số là co giãn hết nha mấy chị nha. Cái nào mà không co giãn thì em sẽ nói với mấy chị, nên mấy chị cứ yên tâm là hàng co giãn nha mấy chị. 38k, ai lấy mảnh này chốt 38, beo 38 mấy chị ơi. Chắc nó hơi dày dặn xíu nha. 38 cho chị Minh Uyên. 38 cho chị Minh Uyên nha mấy chị nha. Em hết beo mất rồi chị Hoa Bùi Thị, chị Bên Châu ơi, chị Minh Uyên chút xước nha. Minh Uyên đó, chị mờ phía trong góc á. Trong đó luôn ấy. Thấy người ta nhớ trong đó luôn không? Trời mảnh này đẹp quá chừng mấy chị ơi, chắc vải cực kỳ đẹp. Chị Bình Chu nè, em nghĩ chắc này chắc đẹp nè. Giống như cái chắc mà chị thích luôn á. Đẹp quá chừng luôn mấy chị ơi, cái này 2 mét nè mấy chị. Chị nào chốt trước thì em bỏ nha. Chứ em không có biết đâu ấy. Cái này em không biết đâu nha, cái này quá đẹp luôn. Rồi mảnh này là 50 nha mấy chị nha. 2m50, chắc vải dày dặn mát nha mấy chị nha. Chắc cực kỳ đẹp luôn, 50k. Co giãn 4 chiều cho mấy chị. Cái này chắc giống như chắc mango mấy chị ơi. Đó. Chị nào chốt được mảnh này thì chốt nha. Em không thiên vị một ai đâu. Chị nào lên trước thì em bỏ thôi. Chị nào lấy thì chốt mã 50 nè. Chắc đẹp cực kỳ luôn. 50k cho chị. 50k cho chị Bảo Khang nè. 50k chị Bảo Khang nha. Bảo Khang nè. Bảo Khang. Có đơn rồi. Có đơn rồi. Rồi lên cho mấy chị mảnh vàng nè. Lên cho mấy chị mảnh hoa vàng nha mấy chị nha. Mảnh hoa vàng này chị nào lấy thì chốt nè. Hoa vàng sấp bọc nha mấy chị ơi. Em hết mảnh 50 đó rồi mấy chị ơi. Hàng kiện thành ra nó chỉ có một mảnh duy nhất hoặc là hai mảnh thôi. Đó thành ra mấy chị cũng thông cảm nha. Chị nào bỏ trước, chốt trước thì em bỏ trước nè. Rồi ai lấy mảnh này thì chốt mã 34. Lấy thì chốt 34. Chốt 34 lên giúp em nha mấy chị nha. 34k nè. Ai lấy mảnh này chốt 34. Chốt 34 lên giúp em nha mấy chị nha. 34k nè. Ai lấy mảnh này chốt 34 nè. Sấp bọt mấy chị ơi, 34k. Lấy thì chốt 34 lên giúp em. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh nữa nè. Cái này em có 1m rưỡi nha mấy chị nha. Cái này em có 1m rưỡi cho mấy chị nè. 1m rưỡi chị nào lấy thì chốt lên giúp em mã. Hả? Hoa vàng cho Binh Chu nè. Mảnh hoa vàng nữa con ta. Lá dài dài luôn mà hết rồi. Hết rồi mấy chị ơi. Rồi lên cho mấy chị mảnh 18 này mấy chị ơi. Chị nào lấy thì chốt 18 lên cho em.
Lấy chốt 18 lên giúp em nha mấy chị nha. Mấy chị cố gắng chọn đủ đơn giúp em. Chị nào mà mới vô mới chọn, mấy chị cố gắng là chọn đủ đơn giúp em trong hôm nay để ngày mai em đi đơn nha mấy chị nha. Tối nay 7 giờ em vẫn còn like nha mấy chị. Tối nay 7 giờ em vẫn like nha. Rồi ai lấy mảnh này nữa thì chốt lên giúp em nè. Cái này em có mảnh dài nha, chị nào lấy thì cứ chốt nè. Cái này là cái này em đang có là 1,5 m nè. Chị nào muốn lấy thôi em coi. Mấy mảnh này chắc hơn 2 m đó mấy chị ơi. 2 m. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Em có mấy mảnh 2 dây ở sau. Chị nào lấy thì chốt nè. 1,5 m thì 18.000 nha. 18k có tấm nào màu đen không em? Dạ không nha chị Dương Diệu An nha. 18k cho chị Hoa Bùi Thị nè. 18 em còn nha, chị nào lấy thì cứ chốt nè. 18 em còn cho chị Hoa Bùi Thị nha. Hoa Bùi Thị có đơn rồi chị Hơ. Hoàng Hơ. Rồi tiếp tục nha mấy chị ơi. Cái này em có 3,5 m. Không, hơn 3 m thôi mấy chị ơi, nó bị lỗi. Hơn 3 m thôi mấy chị ơi. Ai lấy mảnh này thì chốt lên cho em nè. Rồi cái này 59.000, chị nào lấy thì chốt mã 59 lên giúp em. Lấy chốt 59 nha mấy chị nha, 59k nè. Ai lấy mảnh này chốt mã 59, hơn 3 m, 59k. Chị nào lấy thì chốt 59 lên giúp em nha mấy chị nha, 59k nè. An Uyên Cúc. 59k. An Uyên. An Uyên cho chị An Uyên nè. Hoa tím trên sao là vải gì? Hoa tím nào ta? Đâu có cái nào hoa tím đâu chị, cái này là hoa màu hồng nha. Này là hoa màu xanh nè. Còn đây là hoa màu vàng. À hoa này đúng không? Vải lụa chị ơi. Lụa nha, chị hỏi cái này đúng không? Lụa nha chị nha. Hoa hồng vàng. Nếu như cái chị hỏi cái đó là lụa nha chị. Rồi lên cho mấy chị Mạnh Nhí nè. Lên cho mấy chị Mạnh Nhí nha mấy chị nha. Cái này em có 2 m cho mấy chị nè, 2 m nhí nè. 2 m lụa nhí, chị nào lấy thì chốt lên giúp em mã. Mã 30 mấy chị ơi, 2 m có 30.000 thôi. Lấy thì chốt mã 30. Mã 30 nha mấy chị nha, xả giùm em đi chị. Không đủ hai người thông cảm. Rồi bỏ cho chị Duyên Duyên Nguyễn đi, cái mảnh này của chị An Uyên. Ừ, bỏ chị Duyên Nguyễn. Rồi ok chị Duyên Nguyễn em bỏ chị này bên tay trái em ấy. Bên tay trái em là chỉ có vàng này thôi chị. Nếu như đây là tay trái này trong line, là đây là tay trái của em nè. Đó. Cái này đúng không? Duyên Duyên Nguyễn chữ giờ bên kia đây. Hàng thứ hai. Ai lấy mặt này thì chốt lên giúp em nha mấy chị nha. 30 nè. Hàng thứ hai ở trong mà, trong tính ra là hàng thứ hai. 30k nha mấy chị nha. Lấy thì chốt mã 30 cho chị Dương Diệu An. 30k hoa vàng. Hoa hồng vàng. Mấy mét em? 30k cho chị Dương Diệu An nè. Dương Diệu An mới làm đơn. Hoa hồng vàng nữa. Cái này chắc tầm 5 m chị ơi, 5 m nha. 4,5 m hoặc là 5 m gì đó. 4,5 m hoặc là 5 m gì đó nha chị Binh Châu nha, chị lấy thì 4,5 m hoặc là 5 m gì đó nha. Chị lấy thì chị comment là lấy. Em bỏ xuống cho chị nè. Hoặc là chị comment mét lên giúp em. Dương Diệu An. Mấy lần đen. Rồi tiếp tục nha mấy chị ơi. Lên cho mấy chị mảnh vôn nè. Cái này em đưa mặt trái không phải mấy chị. Vôn nha mấy chị ơi. Rồi cái này em có 7 m nè, chị nào muốn chia thì em chia ra cho, không thì lấy hết nha. 7 m mấy chị ơi, 7 m nè, Dương Diệu An nha. Lấy thì chốt lên cho em mã nè. 7 m. Ai lấy mặt này thì chốt lên cho em mã. Nó bị rớt hoài mấy chị. Rồi cái này là 105.000 rồi mấy chị ơi, 7 m 105k. 7 m 105k vôn nha mấy chị nha, vôn nè. 105k, chị nào lấy thì chốt mã 105, không thì chia ra nha mấy chị nha. Cái này nhìn vậy thôi chứ mấy chị lên áo hoặc là lên áo dài rất là sang luôn. Đây, cho chị Binh Chu. Binh Chu nè.
thôi, chị nào lấy hết thì chốt, không thì chia ra nha mấy chị nha. Lấy hết thì chốt, không thì chia ra nè. Cái này về mà chị ủi lên thì nó rất là sáng vải luôn nha mấy chị nha. Nó chỉ cần qua một nước ủi thôi là rất là sáng vải luôn. Rất là đẹp nè, mấy chị lên áo dài rất là sang luôn. Lên áo dài cực kỳ sang luôn nha mấy chị nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị mảnh lụa nữa nè. Lên cho mấy chị mảnh lụa nha. Ai lấy lụa này thì chốt nè. Đây nha mấy chị nha, hoa to. Mấy chị chốt mã nha mấy chị ơi. Rồi cái này cũng 7 mét luôn. Đây cái này cũng 7 mét luôn nha mấy chị. Lấy hết thì chốt lên cho em, không thì chia ra. Lấy hết thì chốt, không thì chia ra nha mấy chị nha. Lấy hết thì chốt, không thì chia này. Mấy chị chốt kỹ lên giúp em nha, tránh tình trạng xả mấy chị ơi. Rồi cái này là 105 ngàn. Chị nào lấy hết thì chốt 105, không thì chia ra. Đây nha mấy chị, lụa nha. Co giãn cho mấy chị nè. Đó. Chị nào lấy hết thì chốt mã 105. À, chị Mỹ Thanh có số rồi kìa. Từ nãy giờ ghi chưa? Chưa. À, 0972. 0972. 186. 186. 349. 3349. Không, 349 thôi. 186349. Chị lấy lụa để làm hàng nhé nhé. Không lấy quân. À dạ rồi, ok chị nha. Vậy từ nãy chị Duy Nguyễn á. Dương Duy Nguyễn là cái mảnh kia là vôn hay sao? Dương Duy Nguyễn coi thử có cái mảnh này là vôn không? Một trăm lẻ năm cho chị An An ốc này. Đó, Dương Duy Nguyễn đâu ở phía trong mới bỏ luôn nhé. Rồi lên cho mấy chị một mảnh satin nha mấy chị nha, satin nè. Mấy chị chốt mã lên nha mấy chị ơi. Duy Nguyễn. Duy Nguyễn. Ờ cái đó là lụa. Cái ở dưới nữa. Cái ở dưới là lụa hay là vôn? Ờ lụa hết luôn. Rồi, của chị là lụa hết luôn nha chị Duy Nguyễn nha. Ok chị nha. À chắc chắn. Không có vải màu, không có vải màu nha. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha, lụa satin hoa này, em cái này em có 2 mét nè. 2 mét lụa satin hoa mát lắm mấy chị. 2 mét lụa satin hoa, chị nào lấy thì chốt lên nha mã 29 nè. Lấy chốt 29 lên giúp em nha mấy chị nha, 29k, chị nào lấy thì chốt mã 29. Lấy thì chốt 29 lên giúp em nha mấy chị ơi, 29k nè. Mã 29 nha mấy chị nha, 29k, ai lấy mảnh này chốt 29 nè. Chốt 29 lên giúp em nha mấy chị. Lấy thì chốt 29 lên cho em. 29 nha mấy chị nha. Chị Binh Chu nè, chị chốt mã là chị chốt số lên giúp em nha. Rồi bỏ chị Binh Chu nè. Đây chị nào có con nhỏ thì mấy chị nha. Chị nào có con nhỏ thì mấy chị chốt nha. Về may cái này cho bé thì y bài luôn. May pyjama, may bộ cho bé thì y bài nha. Lụa nha mấy chị, đẹp lắm. Rồi chị nào lấy thì chốt nè. Cái này à, rồi 5 mét đấy mấy chị. Đó, chị nào lấy hết thì chốt, không thì chia ra nha. Chị nào lấy hết thì chốt, không thì chia ra nè. Lấy hết thì chốt, không thì chia nè. Rồi cái này 78 ngàn. Ai lấy mảnh này chốt 78, không thì chia nha mấy chị nha. 78k, ai lấy thì chốt 78 nè. Chốt 78 lên giúp em nha mấy chị nha. 78k, ai lấy thì chốt 78 nè. Chốt 78 mấy chị ơi. Lấy thì chốt 78. 29 em hết. 78 đấy chị ơi, 78k. Chị nào lấy thì chốt 78 nè. Chị nào có bé về may đồ cho bé đẹp lắm. Rồi satin nè mấy chị. Lên cho mấy chị mảnh satin hoa nữa nè. Chốt mã lên giúp em nha mấy chị ơi. Rồi cái này em có hơn 3 mét rưỡi. Hơn 3 mét rưỡi lụa satin hoa nè. Đẹp chưa? Có Dior mấy chị ơi, có chữ Dior nha. Ai lấy mảnh này thì chốt lên giúp em mã 50 nha. Rồi 58 mấy chị ơi, 3 mét rưỡi 58k, 3 mét rưỡi hơn luôn nha.
58k, ai lấy mặt này chốt 58 nè mấy chị ơi, 58k. 78. 78 hả? Để coi thì ai chốt trước. Rồi Minh Châu. Rồi cái này là 58. Satin là 58 nha mấy chị ơi, satin là 58. Satin là 58. Đây nó làm hai màu như thế này nha mấy chị nha. Nó làm hai màu như thế này nè. 58 chị Hoa Hồng. Chị Bảo Khang ơi, mạng chị chậm quá nè. Rồi lên tiếp mấy chị ơi. Nhiều hàng đẹp lắm mấy chị ơi. Quá trời đẹp luôn, nhìn xuống đây. Quá trời đẹp luôn nha. Rồi để em cắt cái chỗ lỗi cho mấy chị nha. Đó, rồi căng lên cho nó nhẹ vải của mấy chị nè. À, cho nó nhẹ ký bớt cho mấy chị nha. Rồi cái này em còn 1m7 mấy chị ơi, 1m7 nha. 1m7 lụa nè, chị nào lấy thì chốt lên cho em mã 43. Lấy chốt 43 lên giúp em nha mấy chị nha, 43k nè. Ai lấy mặt này chốt 43. Chốt 43 lên giúp em nha mấy chị nha, 43k. Ai lấy thì chốt 43. Chốt 43 lên giúp em nha mấy chị ơi, 43k. Vải hôm nay đẹp nè. Dạ. Đúng rồi, không tại khu kiện mới chứ ngày hôm qua cô cũng mua một toàn mảnh đẹp không. Mấy chị kia cũng mua một toàn mảnh đẹp không, hết mảnh đẹp tới chiều là hết, mảnh đẹp tới tối là hết rồi. Hôm nay mới khui mà. Chị nào lấy thì chốt với em nha mấy chị nha, 43k nè. Lấy chốt 43 lên giúp em nha mấy chị ơi, 43k cho chị Hoa Bùi Thị nè. Hoa Bùi Thị nè. Em có đọc rõ số mét hết nha mấy chị nha. Là nhớ nghe cho kỹ rồi chốt cho em nha. Với lại chốt với lại cái gì ta? Với lại chất liệu mấy chị ơi. Sang ngày mai cái chốt đơn cái nói là may bộ được không em, mà chốt toàn là vôn không. Xong là xả là chết em luôn ấy. Quá trời mảnh đẹp luôn á mấy chị. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh nữa nè. Rồi cái này em còn 2 mét cho mấy chị nha, 2 mét nè. Ai lấy 2 mét này thì chốt lên cho em mã 34. 34 mấy chị chấm bài liên tục lên giúp em nha, 34k nè. Chấm bài liên tục cho nó có tương tác đó mấy chị ơi. 34k nha mấy chị nha, chị nào lấy thì chốt 34. Lấy chốt 34 nha mấy chị nha, 34k. Hơn 2 mét 34k nha mấy chị nha. Cái này là chắc von nha mấy chị. Đó mới bỏ đó. Lấy thì chốt lên giúp em nha mấy chị nha, 34k thì mới bỏ xong luôn ấy. 34k mặn này nha mấy chị nha. Lấy thì chốt mã 34 chứ mới bỏ cho ai. 34 cho chị Minh Uyên nè. Mới bỏ cho Hoa Bùi Thị đúng không? Hoa Bùi Thị nằm chỗ nào? Minh Uyên. Cái tí nữa kiếm Hoa Bùi Thị nha, coi chừng bỏ lộn ấy. Rồi cái này em còn 1,5 mét hoa nhí nè mấy chị ơi. 1,5 mét hoa nhí. 1,5 mét hoa nhí, chị nào lấy thì chốt lên dây mã 32. 1,5 mét 32k. 32k nha mấy chị nha. Đây để em xé bớt cái chỗ này để cho mấy chị. Là nó còn có 30k thôi. Đỡ được ngàn nào 2.000 đó đúng không mấy chị? Mua nhiều mà. Lấy cho Hoa Bùi Thị chưa? Rồi ta đây. Đâu? Rồi, lấy thì chốt mã 32 lên giúp em nha mấy chị nha, 32k nè. Chị nào lấy thì chốt mã 32. Chốt 32. 32 chị Huỳnh Thanh. 32 chị Huỳnh Thanh nè. Hay sao giờ bên chưa chốt chậm dữ. Chốt cuối cùng luôn ấy. Huỳnh Thanh. Rồi lên cho mấy chị mảnh satin này nữa nè mấy chị ơi, satin nha. Satin cái này em có 2 mét satin nè mấy chị ơi, 2 mét satin nha. Ai lấy satin này thì chốt lên cho em. Rồi cái này 31.000, lấy thì chốt 31 lên giúp em. Lấy chốt 31 nha mấy chị nha, 31k, chị nào lấy thì chốt mã 31 nè. Chốt 31 lên giúp em nha mấy chị ơi, 31k, chị nào lấy thì chốt mã 31 nè. Chốt 31 mấy chị ơi, 31k nè. 31 nha mấy chị nha, 31k. 34 em hết, 31 chị Hoa Hồng. 31 Hoa Hồng. Rồi lên cho mấy chị mảnh bi. Cái này em còn áo thôi.
hơn 1 mét cho mấy chị nha. Còn áo thôi nhưng mà chắc lụa, chắc cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị nào lấy thì chốt 25. Còn một áo cho mấy chị nè. Chị nào lấy áo thì mấy chị chốt áo 25. 25k nha mấy chị nha. Lấy thì chốt 25 lên giúp em. Mã 25 nha mấy chị ơi, 25k. Hơn 1 mét hả mấy chị. Lên áo thoải mái luôn nha, bi. Chắc lụa đẹp cho mấy chị luôn, 25. 25 mấy chị ơi, 25. 30 em hết chị Mỹ Thanh ơi. Trời, mạng chị Mỹ Thanh chậm dữ chị. Em qua hai mảnh rồi chị mới chốt tới mảnh đấy luôn ấy. 25 nha mấy chị nha, mảnh bi 25 nè. Hai mươi lăm cho chị à. Hoa Bùi Thị nhìn ở trong máy đây chứ. Hoa Bùi Thị. Rồi bi nha mấy chị nha, bi nè. Ai lấy mảnh bi này thì chốt đi nha, cái này là vôn đó mấy chị ơi. À cái này giống như, nó giống như chắc đuổi vậy mấy chị. Đây nè mấy chị ơi, nó giống như chắc đuổi nha mấy chị nha, cái bề mặt của nó y xì như đuổi luôn ấy. Nhưng mà nó mỏng như vôn nha mấy chị nha. Em không biết là chắc gì nữa. Chị nào lấy thì chốt nè. Bi lớn nha mấy chị nha. Bi to 3,5 m. 3,5 m. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em 3,5 m nè. 3,5 m. Ai lấy mặt này thì chốt lên cho em mã. Rồi cái này 84.000 nha mấy chị nha. 3,5 m 84. Lấy thì chốt 84 mấy chị ơi, 84k nha mấy chị nha, 84k nè, chấm bài giúp em nha mấy chị nha. 84k chị nào lấy thì chốt mã 84 nè. Chốt 84 lên giúp em nha mấy chị nha, 84k chị nào lấy thì chốt 84. Lấy thì chốt 84 lên giúp em nha mấy chị nha, 84k nè. Ai lấy thì chốt 84. 84 nha mấy chị nha, 84k mảnh bi đó nha mấy chị, 84k nè. 3,5 m mấy chị. Rồi cái này em có gần 2 mét mấy chị ơi, 2 mét vuông lon nha mấy chị nha. 2 mét vuông lon, chị nào lấy thì chốt lên giúp em 2 mét nè. 30.000. 2 mét 30.000, chị nào lấy thì chốt mã 30. Lấy thì chốt 30 lên giúp em nha mấy chị nha. Gần 2 mét hả mấy chị ơi. Gần 2 mét vuông lon 30.000, chị nào lấy thì chốt mã 2 mét luôn nha mấy chị. 30k chị nào lấy thì chốt mã 30 nè, vuông lon. Cái này mấy chị lên áo dài đẹp nè. Họ lên váy gì cũng đẹp nha. 30k chị nào lấy thì chốt 30. Like thì lúc có mảnh 6 mảnh đẹp nha mấy chị nha. Thấy 6 là đi ra đó, là xíu nữa mảnh đẹp lên là không thấy luôn á. Em chào chị Nhật Anh Thu nha. Chào chị nha. Rồi cái này em còn 1 mét nè. 1 mét vôn thêu. Đây nha mấy chị ơi, 1 mét vôn thêu màu trắng nè. Cái này về mấy chị lên áo nha. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em mã mã 31 nè. Chốt mã 31 lên giúp em nha mấy chị nha. 31k, ai lấy mã này chốt 31 nè. Chốt 31 lên giúp em nha mấy chị nha. 31k, chị nào lấy thì chốt 31 lên cho em. Lấy chốt 31 nha mấy chị nha. 31k nè. Ai lấy mã này chốt mã 31 84. 84 cho chị An Uyên nè. Đây, 84 chị An Uyên. Rồi chị nào lấy thì chốt mã 31 lên giúp em nha mấy chị ơi. 31k này, mạng chị An Uyên chậm quá ha. Rồi cho chị bỏ vô cho chị Hoàng Thiệp cái này. Bỏ cho chị An Uyên cái đây. Cái đó Hoàng Thiệp nha. Hoàng Thiệp hình như từ nãy không cần số nè. Bên góc không có số nè. An Uyên. Rồi lên cho mấy chị mảnh vôn này mấy chị ơi. Lên cho mấy chị mảnh vôn nha. Ai lấy vôn này thì chốt lên giúp em. Cái này thì em có 1,3 m mấy chị ơi. Cái này em có 1,3 m nha. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em nha mấy chị, 1,3 m. Rồi 18.000. Chị nào lấy thì chốt 18. Chốt 18 lên cho em nha mấy chị nha, 18k. Ai lấy thì chốt 18 nè. Ai lấy mặt này thì chốt 18 nha mấy chị nha, 18k nè. 18k nha mấy chị nha, 18k. Rồi lên cho mấy chị mảnh vôn nữa nè. Cái này em có 2 mét vôn nha mấy chị nha, 2 mét vôn. Họa tiết mấy chị ơi, họa tiết lập thể nha mấy chị nha. Ai lấy mảnh này thì chốt lên cho em mã nè. Cái chị Cương cái đó là đủ lên áo thôi nha chị nha. Chị về chị may cái gì vậy? Cái đó là có 1 mét thôi á.
Rồi cái này 32 ngàn, chị nào lấy thì chốt mã 32 nè. Lấy thì chốt mã 32 lên giúp em nha mấy chị nha. 32k, ai lấy mặt này chốt mã 32. Lấy chốt 32 lên giúp em nha mấy chị ơi, 32k nè. Chị nào lấy thì chốt 32. Chốt 32 lên giúp em nha mấy chị nha, 32k. Ai lấy mặt này chốt 32 nè. Chốt 32 lên giúp em nha mấy chị ơi, chốt 32. May áo sơ mi hả? Cái đó là vôn vân theo. May áo sơ mi 1 mét may đủ không? Rồi tiếp tục nha mấy chị ơi. Rồi lên cho mấy chị một cái áo nè. Đó, chị nào lấy áo thì mấy chị chốt áo nha. 32 cho chị Binh Chu. Ai lấy mặt này thì chốt cho em áo nha mấy chị nha. 23 lụa áo mấy chị ơi. Cái này là lụa nha. 23k, chị nào lấy thì chốt mã 23 lên giúp em. Lấy chốt 23 lên giúp em nha mấy chị nha. 23k nè. Ai lấy mặt này chốt 23. Chốt 23 giúp em nha mấy chị ơi. Chốt 23 giúp em mấy chị ơi. Chốt 23 nè. Chị nào lấy thì chốt 23. Không biết, không biết may đủ không? 1 mét đó mà. Mai đi hỏi thợ may thử là 1 mét may đủ áo không? Binh Chu 23. 23 cho Binh Chu. Ý là quan trọng chị may áo kiểu gì thôi, chứ 1 mét thì may áo vẫn đủ cho. 8-90 phân người ta may áo vẫn đủ mà. May áo dài tay hay là may áo gì thôi. Cái này 3 mét mấy chị ơi. Cái này 3 mét nè, họa tiết nè. 3 mét nha mấy chị nha, 3 mét họa tiết. Chị nào lấy thì chốt lên cho em 3 mét. Ai lấy cái này thì chốt lên giúp em nha mấy chị ơi. Để em cắt cái phần lỗi này ra. May đủ áo tay ngắn kìa. Chị Phạm Thanh nói may đủ áo tay ngắn kìa. Không, may áo dây đi. Rồi ai lấy mặt này thì chốt lên cho em 3 mét nè. Rồi ai lấy thì chốt lên với mẹ 39 mấy chị ơi, 39k. Lấy chốt 39 lên giúp em nha mấy chị nha, 39k nè. Ai lấy mặt này chốt 39 nè. Chốt 39 lên giúp em nha mấy chị ơi, 39k. 39k không chịu nha, 39k người ta không chịu đâu. 39k chị nào lấy thì chốt đi hỏi coi thử đủ không. 39k ừ, bữa nào đem về coi thử đủ không. 39 ngàn chị nào lấy thì chốt mẹ 39 nè. Mã 39 mấy chị ơi, 39k sao giờ buồn vậy mấy chị? Sao giờ em thấy buồn dữ. Mấy chị chấm chấm lên cho em đi. 39 buồn thời Hoa. 39 đó lấy đi. Rồi ok chị Hoa Bùi Thị 39 nè. Rồi lên cho mấy chị mảnh sọc nè. Sọc nha mấy chị nha, sọc lụa nha. Đây, sọc lụa nè. Ai lấy sọc lụa này thì chốt lên cho em sọc lụa mấy chị ơi. Cái này em có 4 mét. 4 mét sọc lụa mấy chị ơi. 4 mét nha. 4 mét chị nào lấy thì chốt lên cho em mã nè. 4 mét 70 mấy chị ơi, 4 mét 70k. 2 mét chị có 35 ngàn thôi. Mấy chị lấy hết thì chốt 70, không thì chia nha. Không thì chia ra giúp em. Lụa mấy chị ơi, có co giãn nhẹ cho mấy chị nha. Cái này thì co giãn nhẹ nè. Đó, về may zoom, may pyjama. À quên, may quần ống rộng là gì cũng đẹp nha mấy chị nha. Lấy thì chốt mã 70. 70 nha mấy chị nha, 70k nè. Chốt 70 lên giúp em, không thì chia ra. Mấy chị không lấy hết thì mấy chị chia ra cũng được nha. Rồi lên cho mấy chị mảnh áo gu xì nè. Cái này em coi thử bao nhiêu phân. Mấy chị nhắm lên áo được thì mấy chị chốt nha. Rồi ok chị Đặng Thảo nè. Rồi cái này em còn 1 mét. 1 mét gu xì. Chị nào lấy lên áo thì mấy chị chốt. Em coi thử khổ đủ không nha mấy chị. Để về không đủ cho mấy chị mấy áo nè. Rồi ok mấy chị nè, 1 mét nè. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em mảnh vàng nè. 19 ngàn. 19k nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt 19 lên giúp em. Chốt 19 nha mấy chị nha. 19k. 19k mảnh gu xì vậy mấy chị ơi. Gu xì 19 ngàn nha. Cho chị Đặng Thảo. Đi qua nhà nó luôn đi. Chị đi với. Cho chị quay một mình không được cái sao vậy chị Phạm Thâm. Sợ tốn xăng đúng không? Đặng Thảo nè, chữ đờ trên kia. Đó. Đó. Hàng chính giữa đó.
hàng chính giữa, hàng ngay chỗ chân chính giữa. Gô xì 19 cho chị An Uyên, ai cho chị Bảo Khang nha. Bảo Khang trước nè, Bảo Khang gô xì 19 nè. Rồi tiếp tục nha mấy chị ơi. Lon màu lụa mấy chị ơi, lon màu lụa cái này em có 3,5 m. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em 3,5 m mấy chị ơi. Không thì mấy chị chia ra 1,5 m, 2 m gì đó thì em cắt nha. Hết rồi đó thì mới bỏ xong đó, nhưng mà hết rồi. Ai lấy mảnh này thì chốt lên cho em qua đây hết buồn. Ai lấy mảnh này thì chốt lên cho em mã 70, 3,5 m 70. Qua đây người ta cái bao cơm chiều cho. Bao cơm chiều nha. 70k chị nào lấy thì chốt mã 70 lên giúp em nha mấy chị ơi, 70k nè. Ai lấy mã này chốt mã 70 lên giúp em nha mấy chị ơi, 70k. Co dạng tốt, co dạng 4 chiều cho mấy chị nha, 70k nè. Chị nào lấy thì chốt 70 lên giúp em nha mấy chị ơi. Không thì mấy chị chia, chia là chia 1,5 m hoặc là 2 m mấy chị nha. Đó là em mới cắt được cho mấy chị nha. Đó chị nào lấy thì chốt mã 70, không thì chia ra nè. Rồi tiếp tục này mấy chị ơi, lên cho mấy chị mảnh vôn nè. Lên cho mấy chị mảnh vôn màu hồng ruốc nha. Màu hồng ruốc vôn nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt nè. An Uyên 70. 70 cho chị An Uyên, cái này là lụa nha chị ơi. An Uyên. Qua đi rồi chị. Rồi ai lấy mảnh này thì chốt lên cho em nè. Lấy thì chốt mã lên giúp em nha mấy chị nha. Cái này em có 3,5 m màu hồng ruốc. 3,5 m màu hồng ruốc, chị nào lấy thì chốt lên cho em mã 50. 3,5 m có 50.000 thôi nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt mã 50 nè. Lấy chốt 50 lên giúp em nha mấy chị nha. 50k, chị nào lấy thì chốt 50. Chốt 50 nha mấy chị nha, 50k nè. Ai lấy thì chốt 50 lên giúp em. Chốt mã 50 nha mấy chị nha, 50k. Chị nào lấy thì chốt 50 lên cho em. Mã 50 mấy chị ơi. Vôn hoa màu hồng ruốc nha, 50k nè. Cái này đẹp lắm mấy chị. Cái này là vôn chinh phong nha mấy chị nha. Vôn chinh phong màu hồng ruốc nè. Vôn chinh phong màu hồng ruốc nha mấy chị ơi. Chinh phong hồng ruốc nè. Rồi lên tiếp nha mấy chị. Rồi cái này em còn hơn 2 m nha mấy chị nha. Cái này em còn hơn 2 m nè. Hơn 2 m chị nào lấy thì chốt lên cho em. Ai lấy mặt này chốt lên cho em mã 38 nè. Lấy chốt 38 lên giúp em nha mấy chị ơi, 38k. Chị nào lấy thì chốt mã 38 lên giúp em. 38k nha mấy chị. Lấy thì chốt 38 lên giúp em nha mấy chị ơi, 38k nè. Chị nào lấy thì chốt mã 38, chấp chấm bài lên giúp em. Chấm chấm. 38k chị nào lấy thì chốt mã 38 lên giúp em. Hơn 2 m mấy chị ơi, 38k. Rồi lên tiếp cho mấy chị mảnh vôn lá nè. Vôn lá nha mấy chị nha, vôn lá. Ai lấy vôn lá này thì chốt nè. Vô comment, vô chỗ bình luận ấy. Thì không chấm thì viết chữ cũng được, chữ bậy bậy tí. Thất mệt ghê. Rồi cái này em có 2 m này mấy chị ơi. Đi ngủ đi chết trời. Chứ 1 giờ sáng dậy mà không đi ngủ đi. Rồi cái này em có 2 m. 2 m nha mấy chị nha, chị nào lấy thì chốt nè. Rồi cái này 31.000, chị nào lấy thì chốt mã 31 lên giúp em. Lấy chốt 31 nha mấy chị nha, 31k. Ai lấy mặt này chốt mã 31 nè. Chốt 31 lên giúp em nha mấy chị ơi, 31k. Ai lấy mặt này chốt mã 31 lên cho em nè. Vôn nha mấy chị nha, có 31.000 thôi. Chị nào lấy thì chốt mã 31 lên giúp em. Chốt 31 lên giúp em nha mấy chị nha, 31k vôn nè. 31k vôn nha mấy chị nha, chị nào lấy thì chốt 31. Rồi lên cho mấy chị mảnh lụa nè. Này mà mấy chị lên gì? Lên zoom rồi dậy, lên maxi rồi dậy đi biển cực kỳ đẹp nha mấy chị nha. Cái này em có 3 m nè. Trời ơi, lên một cái maxi đi biển là y bài luôn á mấy chị. Ai lấy cái này thì chốt lên cho em mã lụa mà nhẹ nữa mấy chị ơi, mặc rất là sướng luôn. 36.000 3 m nha mấy chị nha. Bảo Khang hả? 31 cho Bảo Khang nè.
này không? Đây mốt bạn khoan. Rồi chị nào lấy thì chốt lên giúp em nha mấy chị ơi. Lấy thì chốt em hết rồi chị Nga Trần này. Chị nào lấy thì chốt lên cho em mã này nha. Chị nào lấy thì chốt mã 36 giúp em nha, 36k. Này lên Messi lại nói y bài luôn á mấy chị, rất là đẹp luôn nha. Mã 36 lên giúp em. Lấy thì chốt 36 lên giúp em nha mấy chị. Rồi lên cho mấy chị một mảnh. Cái này là vải thun này mấy chị. Đây. Đây là thun nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt nè. Cái này em có 2 mét. 2 mét nha mấy chị nha, 2 mét chị nào lấy thì chốt lên cho em mã. Mã 61 mấy chị ơi, thun nên nó nặng nha mấy chị nha. 61k. Chồng con hiền để vợ. Để vợ chị có tương tác nữa. Ai lấy mảnh này thì chốt 61 lên giúp em nha mấy chị nha, chồng con hiền khô coi. 61k chị nào lấy thì chốt mã 61 lên cho em coi, dạng 4 chiều cái này là thun á mấy chị ơi, 61k nè. Không có biết cái gì điện thoại hết luôn. 61.000 chị nào lấy thì chốt mã 61 lên giúp em nha mấy chị. Mã 61 mấy chị ơi, ai lấy mã này chốt mã 61 lên giúp em. Mã 61 mấy chị ơi, thun nha. 61k cho chị Hoa Bùi Thị nè. Thun thường là nó sẽ nặng hơn là lụa mấy chị ơi. Rồi qua mẫu cho mấy chị luôn nè. Rồi lên cho mấy chị mảnh vôn mấy chị ơi. Này xấu quá mấy chị ơi. Rồi lên tiếp cho mấy chị mảnh này nữa nè. Ai lấy mảnh vôn này thì chốt lên giúp em nha mấy chị nha. Đây vôn vôn phối bi nha mấy chị nha, vôn phối bi nè. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Cái này em có 3 mét nè. 3 mét vôn phối bi nha mấy chị ơi. Lấy thì chốt lên giúp em. Rồi cái này 35.000 mấy chị ơi, 3 mét. 35.000 nè. Chị nào muốn lấy 1 mét rưỡi thì em cắt cho. Chào Trần Thị Lệ nha. Chị nào lấy thì chốt lên cho em nè. Hiếm. Mảnh màu vàng bên cạnh em phải gì? Mảnh màu vàng bên cạnh em là dập ly nha chị ơi. Dập ly nha, gọi đó. Cái này là vôn, rồi để em lên từ từ nha. Rồi ai lấy mảnh này thì chốt nha mấy chị nha. Ai lấy thì chốt lên giúp em nè. Lấy thì chốt lên giúp em mảnh này mấy chị ơi. Cái này lấy 1 mét rưỡi cũng được. Cái này về mấy chị may váy may đồ cực kỳ đẹp nha mấy chị nha. Nhìn vậy thôi chắc cực kỳ đẹp nha. Lấy thì chốt lên giúp em. Cái này em có 3 mét đó mấy chị. Lấy hết thì chốt lên giúp em mã 35 nè. Không thì chia ra. Không thì chia nha mấy chị nha. Không thì chia 1 mét rưỡi em cắt cho. Chị nào lấy may váy thì em cắt cho. Rồi lên cho mấy chị mảnh vôn nữa nè. Cái này em có 1 mét 7. 1 mét 7 vôn nha mấy chị nha. 1 mét 7 nè. Ai lấy mảnh này thì chốt với em mã 21 nè. 1 mét 7 có 21.000 thôi. Chị nào lấy thì chốt mã 21 lên giúp em. 21k nè. 1 mét 7 21.000. Chị nào lấy thì chốt mã 21 lên giúp em nha mấy chị. 21k. 21k nha mấy chị ơi. Lấy thì chốt mã 21 nè. Mã 21 mấy chị ơi, 21k. 21k nha mấy chị nha. Rồi lên cho mấy chị dập ly hồi sớm mấy chị. Chốt quá trời nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh vàng dập ly nha mấy chị nha. Cái này là dập ly nha mấy chị ơi. Cái này em có 4 mét nha. Bên chu này. Rồi chị nào lấy không? Hình như cô có rồi sao cô ơi? Cái này con like được lúc trước rồi. 2 mét. 2 mét chị Nga Trần. Cái này là cô có rồi sao? Ý là nếu như hồi nãy con có like rồi. Cái này là con có like hồi nãy rồi. Nếu như cô có chốt dập ly hồi nãy nữa là cái này đó cô. Là cái này nha cô nha. Nga Trần chốt trước mất rồi nha chị Binh Chu nha. Còn 2 mét chị có lấy không nè? 2 mét chị có lấy không?
Hình như từ nãy chị nghe Trần cũng có chốt rồi sao chứ? Em nhớ nhớ là vậy mà không biết phải không? Nãy có hai người, có hai đứa. Rồi bạn. Cái đó cho chị nghe Trần. Chị Binh Chu có lấy thì ok nha. Em coi thử. Nghe Trần chốt trước nè. Rồi Binh Chu có lấy thì ok. Binh Chu có lấy thì ok nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị mảnh lụa xích nè. Đó hôm qua có chị nào hỏi xích nè. Đâu có đâu, giờ nó lòi ra nè mấy chị ơi. Xích nè. Ai lấy mảnh này thì chốt lên giúp em nha Trần. Em hết chập ly mất rồi chị ơi. Em hết chập ly mất rồi, bỏ chị Binh Chu là em hết thôi. Chị Binh Chu chốt trước nè. Đó cái đó cho chị Binh Chu. Xíu nữa coi thử ở dưới đống này coi thử còn không. Nếu như còn thì em bỏ chị An Uyên nha chị nha. Đó từng nãy em có mấy mảnh luôn á. Mà mấy chị chốt hết giờ nó lại lòi lên. Nếu như còn thì em bỏ chị nha. Còn thì em bỏ chị nè. Rồi lụa xích mấy chị ơi. Ai lấy lụa xích này thì chốt lên cho em nha. Cái này em có. Nghe Trần này có rồi nè. 5m. Chị Nga Trần ơi, chị có rồi chị. Giờ chị lấy thêm hay sao chị ơi? Chị lấy thêm hay sao chị? Cái này em có 5m lụa xích nha mấy chị nha. Ủa sao? Tự nhiên bỏ mảnh đó ra rồi lấy mảnh kia vô hả? Chị Nga Trần ơi, chị có lấy nữa không chị? Em bỏ cho chị rồi, hồi nãy chị có rồi á. Chị có lấy nữa không chị ơi? Không lấy thì em bỏ chị An Uyên nha. Rồi 5m chị nào lấy thì chốt lên cho em. Không thì chia ra nha mấy chị nha. Không thì chia ra nè. 90.000 nha mấy chị nha. 5m 90k. Chị nào lấy thì chốt mã 50. Lấy thì chốt mã 50 nha mấy chị nha. À lấy thêm. Bỏ cho chị Nga Trần. 50k chị nào lấy thì chốt mã 50. Chốt 50 lên giúp em nha mấy chị ơi. 50k nè. Ai lấy mảnh này chốt 50 lên cho em. Mã 50 nha mấy chị nha. 50k nè. Chị nào lấy thì chốt 50. À quên, không phải 50 mấy chị ơi, 80. 90 chứ mấy chị, 90. Chị nào lấy thì chốt 90, không thì chia ra nha. Không thì chia ra giúp em. Rồi lên cho mấy chị mảnh lụa nè. Lên cho mấy chị một mảnh lụa nữa nè. Ai lấy lụa này thì chốt lên cho em nè. Cái này hôm qua em có chắc là 20 mấy mét luôn mấy chị ơi, mà bán sạch sẽ không còn luôn. Giờ còn mảnh này chị nào lấy thì chốt nha. Cái này em có hơn 3 mét cho mấy chị nè. Cái này em có hơn 3 mét cho mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt nè. Rồi cái này là 67.000 nha mấy chị nha. 67k. Ai lấy mảnh này thì chốt 67 lên giúp em. Lấy chốt 67 nha mấy chị nha. 67k nè. Mã 67 nha mấy chị nha. Cái này chắc lụa đẹp nha mấy chị. Chắc lụa đẹp nha. 67k. Ai lấy mảnh này thì chốt mã 67. Dạ ok chị nha. 67.000 nè. Chị nào lấy thì chốt mã 67 mảnh xanh hoa trắng hả? Dạ rồi ok chị, xíu em lên nè. 67k. Ai lấy mảnh này chốt mã 67 lên giúp em nha mấy chị nha. 67k nè. Mảnh này hôm qua em bán quá trời luôn. Cắt lần 6m. Chắc của nó đẹp lắm mấy chị ơi. Mã 67 nè. Rồi lên cho mấy chị cái này chắc đủ áo nè mấy chị ơi. Rồi lên cho mấy chị mảnh áo nha. Cái này là áo nè. Mảnh xanh hoa trắng áo nè. Đây nha mấy chị nha. Mảnh xanh hoa trắng áo lụa này chắc cũng đẹp luôn. Cái này ai lấy thì chốt nha mẹ. 27. 27k nha mấy chị nha. 27k. Cái này về mấy chị may váy suông cũng được nha mấy chị nha. 27k nè. May đủ váy suông cho mấy chị nha. 27k. Chị nào lấy thì chốt 27 lên giúp em. Lấy chốt 27 nha mấy chị ơi. 27k nè. Chị nào lấy thì chốt mã 27 lên cho em. Mã 27 nha mấy chị. Rồi cái này cái này em có 4m nha mấy chị nha. 4m nè. Cái này cũng... Binh Chu 27 nè. Đó em còn nữa chị ơi. Đâu rồi. Bỏ cái gì đem lại làm thảo trước đây. Cái bản đó. Cái bản đó nhiều lắm. Thấy luôn ấy. Bỏ cái gì đem thảo trước đây. Ghi để em ghi chữ Binh Chu với lại hoa bùi thủy.
xíu nữa nó lên rồi tự lấy. Không, không phải tìm đâu. Rồi em kêu vô đây rồi nha mấy chị. Nó lên cái là em bỏ cho mấy chị thôi. Rồi ai lấy mặt này thì chốt em 4 mét nè. Chị nào lấy hết thì chốt, không thì chia ra. Rồi 75.000, chị nào lấy thì chốt mã 75. Lấy chốt mã 75 lên giúp em nha mấy chị nha. 75k nè, ai lấy mặt này chốt 75. Chốt 75 lên giúp em nha mấy chị nha. 75k. Ai lấy mặt này chốt 75 nè. 4 mét vải lụa nha. Vải lụa nha mấy chị nha. 75k, chị nào lấy thì chốt 75. Chốt 75 lên giúp em nha mấy chị ơi. 75k nè. Lụa mấy chị ơi, lụa nha. Cái này lụa nhẹ nha mấy chị nha. 75k, 4 mét có 75, lụa siêu nhẹ cho mấy chị luôn ấy. Chị nào lấy thì chốt mã 75. Thổ cẩm hả chị? À cái đó không phải thổ cẩm đâu chị ơi, cái đây là Dior á. Đây. Chị nào lên pyjama hoặc là lên áo dài đều được nha. Chị có phải chị hỏi cái này không? Đó, chị nào lấy thì kèm mét lên giúp em nha. Hôm qua em cũng cắt nhiều lắm nè. Cái này đẹp nè mấy chị ơi. Có co giãn nhẹ cho mấy chị nha. Đó nè, chị xem nè. 2 mét mà 75 chị Nga Trăng. Mấy chị lấy cái này thì mấy chị kèm mét lên giúp em nha. 2 mét của nó tầm 30.000 đổ lại thôi mấy chị ơi. Hôm qua em có cân rồi. 2 mét của nó tầm 30.000 thôi nha. Nếu như mấy chị lấy thì mấy chị comment là Dior. Dior kèm mét lên giúp em nha mấy chị nha. Cái đó về mấy chị may pyjama mặc ở nhà đẹp lắm, hoặc lên áo dài. Mấy chị Nga Trăng này. Rồi chị nào lấy Dior thì mấy chị chốt Dior lên giúp em nha. Nga Trần nè. Chị nào lấy Dior thì mấy chị chốt Dior nha mấy chị nha. Rồi lên cho mấy chị mảnh lụa hoa xanh nè. Đây nha mấy chị nha. Lụa hoa xanh nha mấy chị ơi. Lụa hoa xanh, chị nào lấy thì chốt lên cho em. Cái này em có 3 mét lụa hoa xanh nha mấy chị. 3 mét lụa hoa xanh, chị nào lấy thì chốt lên cho em 3 mét nè. Ai lấy mặt này thì chốt cho em mã 45. 3 mét có 45.000 thôi nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt 45 nè. Đúng không? 45k, chị nào lấy thì chốt 45. nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt 45 lên giúp em. Mã 45 nha mấy chị ơi. 45k 3 mét nha mấy chị. Binh 45 cho chị Binh Chu nè. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh á, vôn nha mấy chị nha. Vôn nè. Cái này về mấy chị lên váy xinh lắm luôn. Đây nha mấy chị. Ai lấy vôn này thì chốt lên cho em nè. Cái này em có 2 mét vôn. 2 mét vôn, chị nào lấy thì chốt lên cho em mã 35. À 34 nha mấy chị nha, 34. Lấy thì chốt 34 lên giúp em nha mấy chị nha, 34k nè. Ai lấy mặt này thì chốt 34 nha mấy chị nha. Mã 34 nha mấy chị ơi, 34k nè. Chị nào lấy thì chốt mã 34 lên giúp em. Lấy chốt 34 nha mấy chị nha, 34k. Chị nào lấy thì chốt 34 nè. Mã 34 nha mấy chị nha, 34k. Ai lấy thì chốt 34 nè. 34 chị Nga Trần. 34 chị Nga Trần. Rồi lên tiếp cho mấy chị mảnh vôn nữa nè. Vôn nha mấy chị nha. Cái này em có 3 mét vôn. 3 mét vôn, chị nào lấy thì chốt lên giúp em 3 mét. Rồi cái này 31.000 3 mét nha mấy chị nha. 3 mét 31k. Ai lấy mảnh này chốt mã 31 lên giúp em. Lấy chốt 31 nha mấy chị nha. Cái này đẹp lắm luôn nè. Đó. Có dập mà dập bi cho mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em 31k nè, 3 mét nè. 3 mét 31.000 nha mấy chị nha. Ở màn hình nó hơi nhòe chứ ở ngoài nó rất là đẹp luôn. Ở ngoài nó sắc sảo hơn nha mấy chị nha. Màn hình thì do ánh sáng á mấy chị, nó cứ nhòe nhòe là làm giống như cái màu nó bị xuống vậy mấy chị ơi, nhưng không phải đâu. Không phải nha mấy chị nha. Đó, chị nào lấy thì chốt 31 lên giúp em. Màu ở ngoài đẹp lắm. Chị nào lấy thì chốt 31. 34 em hot. 31 chị Nga Trần. Đây. Chị
nghe tầm phòng nào. Đây cái mảnh này hồi sớm mấy chị chốt mà không có này. Chị nào lấy thì chốt lên cho em. Rồi chị nào lấy mảnh này thì chốt lên giúp em nha mấy chị nha. Cái này đẹp lắm mấy chị. Cái này em có 3 mét. Gần 3 mét thôi mấy chị ơi. Gần 3 mét cho mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Cái này satin nha mấy chị ơi. Cái này satin nha. Rồi ai lấy mảnh này nữa thì chốt lên cho em nè. 3 mét nha mấy chị nha. 39.000, chị nào lấy thì chốt mã 39 nè. 3m 39k, ai lấy mặt này thì chốt 39 lên giúp em nha mấy chị. Lấy thì chốt 39 lên giúp em nè. Chốt 39 nha mấy chị nha, 39k. Ai lấy mặt này chốt 39 nè. Chốt mã 39 lên giúp em nha mấy chị nha, 39k. Chị nào lấy thì chốt 39. Chốt 39 nha mấy chị ơi. Lấy thì chốt 39 lên giúp em. Mã này đẹp nha mấy chị nha. 39k. Rồi lên cho mấy chị mảnh lụa hoa màu đỏ. 39 chị hoa hồng. 39 chị hoa hồng. Lụa hoa màu đỏ mấy chị ơi. Ai lấy lụa hoa này thì chốt lên cho em. Cái này em có 2 mét lụa hoa. 2 mét lụa hoa, chị nào lấy thì chốt này. Rồi cái này 47k. Lấy thì chốt mẹ 47. Cái này chắc lụa nó dài dặn nha mấy chị nha. 47k này. Lấy thì chốt 47 lên giúp em, chắc dài dặn mấy chị ơi. Chắc này lụa Hàng Châu. 47k, chị nào lấy thì chốt 47 lên giúp em nha mấy chị nha. 47k nè. Ai lấy thì chốt 47. Cái này nó có hơn 2 mét xíu mấy chị. Nên là nó hơi nặng xíu nè. 47k. 47k, chị nào lấy thì chốt mẹ 47. Chốt 47 lên giúp em nha mấy chị nha. 47k nè. Ai lấy thì chốt 47 lên giúp em. Chị nào lấy thì chốt 47 mấy chị ơi, 47k. 47k. Rồi lên cho mấy chị mảnh vân da rắn lụa nha, chắc đẹp mấy chị ơi. Vân da rắn nha, cái này em có 2 mét vân da rắn này. Vân da rắn 2 mét chị nào lấy thì chốt này. 2 mét vân da rắn chị nào lấy thì chốt lên giúp em mẹ 40. 2 mét có 40.000 thôi nha mấy chị, lấy thì chốt mẹ 40 lên giúp em. Mẹ 40 nha mấy chị ơi, 40k. Ai lấy thì chốt 40. 47 chị ăn ăn ốc. 40k nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt 40, coi dạng tốt cho mấy chị luôn, chắc đẹp nha mấy chị nha. 40k nè. 40k nha mấy chị ơi. Lấy thì chốt 40 lên giúp em. 40 nha mấy chị nha, 40. Chị nào lấy thì chốt 40 lên cho em. Rồi bi nè mấy chị, lên cho mấy chị mảnh bi. Bi này đủ cho mấy chị lên một cái áo nha. Cái này đủ cho mấy chị lên một cái áo nè. Chị nào lấy bi thì chốt bi nè. Lên áo nha mấy chị nha. Rồi cái này 25.000 nè, chị nào lấy thì chốt 25. 25k nha mấy chị nha. 25k. Ai lấy thì chốt 25. Ai lấy thì chốt 25 lên giúp em nha mấy chị nha. Cái này 1 mét rưỡi luôn á mấy chị. 25k 1 mét rưỡi nha. 1 mét rưỡi 25k, chị nào lấy thì chốt 25 lên giúp em. Chốt 25 40 chị An Uyên. 25k, chị nào lấy thì chốt 25 lên giúp em nha mấy chị ơi. 25k. Ai lấy thì chốt 25. Rồi lên cho mấy chị mảnh lụa hoa cúc nè, màu hồng. Lụa hoa cúc màu hồng nha mấy chị nha. Chị nào chốt mã trước thì em chốt trước cho mấy chị nè. Hoa cúc màu hồng này. Cái này em có 4m. Chị nào lấy hết thì chốt, không thì em chia. À, có gì chị? Có gì chị ơi. Rồi ai lấy mảnh này chốt lên cho em mã 68. Chị nào lấy 68 thì chốt 68, không thì chia nha mấy chị nha. An Uyên. An Uyên hình như đây nè. Sao chứ? 68 nha mấy chị nha. 68k, ai lấy mảnh này chốt 68 nha mấy chị. Đó, không thì mấy chị chia giúp em nha. 68k. Chu cha tướng. Con quỷ đổi trắng 1 mét hồi nãy sợ. Dạ rồi, ok chị Như Nhật nha. Ok chị Cương nè. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha, bỏ cái mảnh màu trắng chỗ hoàng thiệp á, bỏ cái mảnh màu trắng vôn thơ ra. Ai lấy mảnh này thì chốt mã 68 lên giúp em nè. 68k, chị nào lấy thì chốt 68.
68 lụa chị ơi, 68 chị Binh Châu này. 68 chị Binh Châu. Cái đó đẹp mấy chị ơi, chắc lụa nha. 68k. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Rồi lên cho mấy chị mảnh vôn này. Lên cho mấy chị một mảnh vôn nữa nè, chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Rồi cái này em có 4 mét nha mấy chị nha. Cái này em có 4 mét nè, chị nào lấy hết thì chốt, không thì chia nha. Cái này là vôn đó mấy chị ơi. Lấy hết thì chốt, không thì chia. Lấy hết thì chốt, không thì chia ra giúp em nha mấy chị nha. Đổi bi 25. Rồi ok chị. Bỏ chị Hoàng Thiệp nè. Dạ em chào chị Tâm Bích nha. Chào chị Tâm Bích nè. Rồi ai lấy mảnh này chốt 50 lên giúp em nè. Chốt 50 nha mấy chị nha, 50k Hoàng Thiệp á, Như Nhật và Hoàng Thiệp á. 50k chị nào lấy thì chốt mã 50 lên giúp em. 50k ai lấy mảnh này chốt mã 50 nha, không thì chia ra nè. Mấy chị chia ra giúp em cũng được nha, chia ra có 25.000 2 mét thôi nha mấy chị nha. Chia ra 25k 2 mét nè. Chia ra giúp em. Rồi qua lụa cho mấy chị nè. Lụa hoa nha mấy chị nha, lụa hoa nè. Ai lấy thì chốt lụa hoa lên giúp em. Lấy thì chốt lụa hoa lên giúp em nha mấy chị nha. Cái này em có 3 mét lụa hoa. 3 mét mấy chị ơi. Ai lấy thì chốt lên giúp em mã 46 3 mét. 3 mét 46.000 nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt 46 nè. Chốt 46 lên giúp em nha mấy chị nha. 46k. Chào 50. 50 cho chị Trâm Bích. Chị Trâm Bích ơi lên giùm em số điện thoại luôn nha chị. Lên cho em số luôn nha chị nha. Binh Châu hả? 50 hả? Có còn không ta? Tại vì hôm qua là em like nó cũng còn rồi mấy chị ơi. Em nhớ là còn. Rồi chị nào lấy thì chốt lên giúp em nha mấy chị nha. Lấy thì chốt lên giúp em nè. Chị Trâm Bích lên giùm em số với chị nha. Ai lấy thì chốt mã 46. Chốt 46 lên cho em. Mã 46. Ok chị Trâm Bích em lấy số. Không chính... Vậy là số dưới đúng không chị? Phải số dưới không chị? Phải thì chị ok giúp em nha. 0941 à, 534 230. Phải số dưới thì chị ok giúp em nha chị Trâm Bích nha. 234. Ý là số dưới là 0941 đầu tiên đó. Còn ở trên là 0942. Chị cho sai á, chị cho lại. Chắc số dưới đúng rồi. Rồi cái này em còn 2 mét bi nè. Cái này có 2 mét bi nè chị Cương nè. Chị lấy 1 mét rưỡi là may váy nha, còn 2 mét là may bộ được nha. Đó, muốn lấy cái nào, thì lấy nè. Muốn lấy cái nào thì lấy nha. Lấy cái nào thì lấy. Em coi thử đủ không. Muốn lấy cái nào thì lấy nha chị nha. 2 mét để em căng lên coi. 2 mét là 41 ngàn nè. Rồi ok chị Trâm Bết lấy mảnh đỏ đô. Đỏ đô nào người ơi? Đỏ đô nào? Biết đỏ đô nào luôn ấy. Rồi tiếp tục mấy chị ơi, cái này em có 2 mét hoa nhí nè. 2 mét hoa nhí, chị nào lấy thì chốt với em. Mấy chị cố gắng chọn đủ đơn giúp em nha. Mấy chị mới vào á, cố gắng chọn đủ đơn giúp em với nha mấy chị nha. Tại ngày mai em chốt rồi, tối nay em còn like một bữa tối nữa là ngày mai em chốt đơn cho mấy chị nha. Tối nay em còn like một bữa tối nữa 7 giờ nha mấy chị. Thoát ra rồi nhắn thích trang giúp em với nha. Thích trang giúp em hoặc là chia sẻ cái like của em vào trang cá nhân á. Xong tối mấy chị kích vào đó mấy chị xem thôi cho nó dễ nha. Rồi ai lấy mảnh này chốt mã 30 2 mét nè. 2 mét 30 ngàn nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt 30. Chốt 30 lên giúp em nha mấy chị nha. 30k nè. À satin hồi sớm giờ em lên quá trời luôn mấy chị, chốt hết rồi do chị vô sau á. Satin hồi nãy giờ em lên nhiều lắm. Nhiều lắm nè mấy chị, chốt hết mất rồi. Không biết là dưới đóng thì nó còn không thôi. Bên trong hả chị? Bên trong. À dạ rồi để em coi. Rồi chị nào lấy thì chốt 30. 30 giúp em nha. Đỏ đô này là nhũ á chị ơi. Đỏ đô này là nhũ mấy chị ơi. Đây nha chị Nga Trần nha, chị lấy thì chị ok nè. Cái này em có 2 mét. 30 thôi. À 30. Hạnh Bích Nguyễn. Lấy thì chốt lên cho em nè.
Chị nghe rằng chị có lấy mảnh này không? Cái này là 39 ngàn á chị là có lấy không? Chị có lấy mảnh này không chị ơi? Hoa nhí hả chị Minh Phan ơi, lên giùm em cái số điện thoại, em còn mảnh nữa cho chị nè, lên giùm em số điện thoại đi chị ơi. Lên giùm em số điện thoại nha chị Minh Phan nha. Rồi cái này mã áo nha mấy chị nha, cái này mã áo nè. Chị nào lấy thì chốt. Dạ rồi ok chị Nga Trăng nè. Chị nào lấy mảnh nhũ này thì chốt lên giúp em nha mấy chị nha. Chị nào lấy mảnh nhũ này thì chốt lên giúp em. Mảnh nhũ là 39 ngàn nha mấy chị nha. Nhũ là 39, nhũ đỏ đô nha mấy chị ơi. Đây, đó. Nhũ đỏ đô nha mấy chị nha, 39k. Rồi mảnh hoa, mảnh này thì đủ áo nha. À có bi nhỏ không ạ? Bi nhỏ hồi nãy giờ con bán sạch trơn rồi, sao cô Châu Ngô vào trễ mất rồi này cô. Bi nhỏ vôn hay là lụa cô Châu Ngô ơi? Bi đỏ, bi nhỏ là vôn hay là lụa cô? Nếu như là lụa thì con hết mất rồi, còn vôn thì con có nha. Vôn thì con có nha cô ơi. Rồi chị nào lấy thì chốt lên giúp em mã 15. Chốt 15 lên giúp em nha mấy chị nha, cái này đủ áo cho mấy chị nè, 15k. Ai lấy mặt này chốt 15. Chốt 15 lên giúp em nha mấy chị nha, 15k nè. Cái mảnh này nó bị lỗi rồi mấy chị ơi. Thôi chị nào lấy thì em tặng cho mấy chị nè. Em không thấy, từ nãy giờ em trẳng trở mà em không thấy luôn á. Rồi lên cho mấy chị mã tặng nha. Chị nào lấy tặng thì mấy chị lên mã tặng giúp em. À nền trắng bi đen hả? Vôn được không cô? Vôn được không cô? Cô Châu Ngô ơi, vôn được không? Mấy chị lấy mã tặng thì em lên mã tặng nha mấy chị nha. Mã tặng nha mấy chị nha, cho cái này bị lỗi rồi em bán cho mấy chị về, mấy chị mang vốn em nữa. Thành ra tặng cho mấy chị. Về nói chung là nó bị lẹm thôi, nó bị lẹm mà cắt ra thì mất khổ á, còn để nguyên thì về mấy chị lại mang vốn em nên em tặng cho mấy chị luôn. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha, lên cho mấy chị mã áo này. Lên cho mấy chị mã áo nha mấy chị nha, mã áo. Ai lấy mặt này chốt mã 21 này. À dạ không có lụa nha cô ơi, không có lụa nè cho chị. Rồi tặng cho chị Nga Trần. Cho chị Nga Trần. Rồi ai lấy mảnh này chốt mã 20. Không có lụa nha cô, lụa nãy giờ con bán hết rồi. Ý là không biết dưới đống này thì còn không, chứ còn ở trên từ nãy giờ con lấy là con bán hết rồi. Trên này một vàng bi lụa luôn mà bán hết không còn mảnh nào luôn á cô ơi. Còn vôn không à. Rồi chị nào lấy thì chốt mã 20, cô vô trễ quá nè. 20k chị nào lấy thì chốt mã 20 lên giúp em nha mấy chị nha, 20k. Lấy thì chốt 20 lên giúp em nha mấy chị nha, 20k nè. Mã 20 mấy chị ơi, 20k. Rồi nha thằng. 20 21 ta. Cái này đúng không chị Châu Phạm ơi, phải cái này không? Có phải em đọc lộn mã không chị ơi? Phải cái này không? Phải thì chị ok lên giúp em nha, em bỏ cho chị nha. Phải thì chị có ok lên giúp em nha chị. Nhiều lúc em cũng đọc lộn mã. Có 20 ngàn thôi. Rồi cái này hoa trăng cho mấy chị nè. Hoa trăng cho mấy chị nha. Dạ có nha cô Châu Ngô nha. Lụa bông nhí thì quá trời luôn. Rồi cái này em có gần 2 mét cho mấy chị nè, hoa trăng vôn nè, cái này là vôn nha mấy chị nha. Ai lấy mảnh này thì chốt lên giúp em mã 27 mấy chị ơi, 27k. Ai lấy mảnh này thì chốt mã 27. Lấy thì chốt 27 lên giúp em nha mấy chị nha, 27k. Rồi ok chị Châu Phạm nè. Châu Phạm chỗ Abaco đấy. Đấy. Cái chỗ cánh tủ ấy. Ai lấy mảnh này thì chốt nha mấy chị nha.
Người ta nói lộn mà. Nhiều lúc quán gà cho mấy chị, nhiều lúc chốt nhiều quá rồi nó cũng đọc nhiều quá nó cũng quán gà mấy chị ơi. Nên mấy chị thông cảm nha. Đó, có chân hai đầu cho mấy chị nè. Có chân hai đầu cho mấy chị nha mấy chị ơi. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Lấy thì chốt lên giúp em nha mấy chị nha. 27k. Hoa chân cho chị ạ. Dạ. Xin lỗi mấy chị nha, tại nhiều lúc em đọc nó cũng quán gà cho chị Châu Phạm luôn nè. Nhiều lúc em đọc nhiều quá rồi em cũng bị quán gà luôn đó mấy chị ơi. Thông cảm nha. Ủa, từng lấy cho chị Minh Phan lên số điện thoại chưa ta? Có số rồi đúng không? À có rồi, có từ nãy cho hai số đó. Rồi chị nào lấy mỏng mai thì chốt lên giúp em nữa nè. Chị nào lấy thì chốt nha. Rồi mỏng này em có 4 mét rưỡi mấy chị ơi, gần 5 mét nha. 5 mét Minh Phan á. Cho hai số quên. Ai lấy mỏng này thì chốt lên giúp em nha mấy chị ơi. Cái này là 100. Cái này là 112 nè. Mã 112 5 mét. Mã 112 5 mét nha mấy chị nha. 112 5 mét nè. Chị nào lấy thì chốt mã 112 5 mét, không thì chia ra. Không thì mấy chị kèm mét lên nha mấy chị nha, kèm mét lên giúp em. Đây nha mấy chị nha, mã 112 này. Chắc của nó co giãn bốn chiều. Hả? À, dạ của chị đủ rồi chị ơi. Có lụa hoa nhí không? Dạ có nha chị Phạm Thị Hải Yến ơi. Sao comment chị em kho thấy không? Không thấy luôn á chị. Sao ta chị trăm bích hả? Em không thấy nha. Bây giờ em mới thấy nè. Cái điện thoại đấy nó bị ẩn comment đó chị ơi. Thành ra là mấy chị không thấy em trả lời là mấy chị phải comment lại nha. Chứ nhiều lúc em không thấy chứ không phải em không trả lời mấy chị đâu. Rồi mã 112 nha mấy chị nha. Mấy chị lấy thì mấy chị chốt, không thì chia ra nè. Cái này giống như chắc thun vậy mấy chị ơi. Thường thường thun thì nó nặng hơn nha mấy chị nha. Nó nặng hơn vôn lụa. Chị nào thích thun thì mấy chị chốt nè. Lấy mảnh hoa bên trong. Hoa bên trong là hoa nào nữa? Nhiều hoa quá em không biết luôn. 112 chị nào lấy thì chốt mã 112, không thì chia nha mấy chị nha. Chia giúp em. Rồi em có mảnh bi nè mấy chị ơi. Lên cho mấy chị mảnh bi nha. Đây bi nè mấy chị. Rồi cái này em có 2 mét bi. 2 mét bi chị nào lấy thì chốt lên giúp em 2 mét nè. Rồi 42 ngàn. 2 mét 42k chị nào lấy thì chốt mã 42 bi này, lụa Hàng Châu. 42k chị nào lấy thì chốt mã 42 lên giúp em. Lấy thì chốt 42 nha mấy chị nha. 42k giờ mới thấy chị trăm bích nè. Hoa tím bên cạnh tay phải em. Phải gì vậy? Trời mấy chị thấy hay ghê luôn. Thấy chị Dương Diệu An nè. Lấy thì chốt mã 42 lên giúp em nha mấy chị nha. Bốn mấy đây? Đọc lộn mã nữa. Rồi 42 mấy chị ơi, 42k. Chị nào lấy thì chốt mã 42. Chốt 42 lên giúp em, 42 cho chị Dương Diệu An. Cho chị Dương Diệu An hả? Hoa tím đây hả? Rồi lên cho mấy chị mảnh hoa này. Chị nào chốt thì em bỏ cho nè. Cái này em có 1 mét rưỡi mấy chị ơi. Cái này em có 1 mét rưỡi nha. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em mã 27. 1 mét rưỡi 27k. Ai lấy mảnh này chốt 27 đây nè, bỏ lên phía nhà trên luôn. Ví dụ như là nó vàng nó nhiều quá thì mình bỏ lên nhà trên luôn. 27k chị nào lấy thì chốt mã 27 chắc lụa mấy chị ơi, 1 mét rưỡi về may váy thoải mái nha. 27k. À, mua đồ trên live lấy giấy viết được mã nào ghi liền là không quên. Có xe tinh lụa chị lấy. Dạ vậy ok chị. Rồi ai lấy mảnh này chốt mã 27 lên giúp em nha mấy chị nha. 27k ai lấy mảnh này chốt mã 27 lên giúp em. Đúng rồi cô. Mã 27 mấy chị ơi, lấy thì chốt 27 lên cho em nè. Lấy chốt 27 lên giúp em nha mấy chị nha, 27k. 27 ngàn mấy chị ơi, lấy thì chốt mã 27 nè. 27k. À, ngay góc chân mảnh caro đây em. Dạ, hoa bùi thị 27. 27 cho chị hoa bùi thị một mảnh nè. Cho chị Phạm Thị Hải Yến một mảnh nè. Chị Phạm Thị Hải Yến lên số điện thoại giúp em với nha chị Phạm Thị Hải Yến ơi. Lên số điện thoại giúp em với nha chị. Lên số điện thoại giúp em với nha.
ngay góc chân. Chị Phạm Thị Hải Yến lên số điện thoại giúp em nè. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha. Lên cho mấy chị mảnh lụa đây luôn này. Lấy thì chốt lên cho em. Chị lên số điện thoại giúp em với nha. Rồi cố gắng chọn đủ đơn. Cái này em có 4 mét này mấy chị ơi. Mấy chị cố gắng chọn đủ đơn giúp em hôm nay nha. Ngày mai là em chốt đơn rồi nha mấy chị. Ngày mai là em chốt đơn rồi. Em còn like tối nay nữa. Nhớ thoát ra là bấm thích trang của em nha chị Phạm Thị Hà Yến nha. Khi nào em like chị có thông báo nha chị Phạm Thị Hà Yến ơi. Rồi tối nay em like chị nhắn vào xem nè. Rồi ai lấy mảnh này chốt mã 70. Ai lấy thì chốt 70, không thì chia nha mấy chị. Lấy thì chốt 70, không thì chia giúp em. Chốt 70 không thì chia nha mấy chị nha. À, có mảnh nào thì em lên mảnh đó thôi chị ơi. Chứ bây giờ hàng kiện mà. Lấy lên cho chị xem với. 7 ha. Mảnh nào chị? Em không biết luôn ấy. Không biết luôn á chị Binh Châu ơi. Em không thấy luôn, em không nhận ra được mảnh nào luôn. Ghi số chưa? Chưa. 0965. 0965. 601. 601. 806. 806. Rồi chị nào lấy hoa đó thì chốt lên giúp em nha. Thôi em lên lần lượt đi nha mấy chị nha. Chứ không là em không biết mảnh nào luôn á. Rồi mất công em tìm lại lâu nữa. Dạ mã 70 là 4 mét đó chị ơi. Nếu như chị lấy 2 mét thì em cắt ra nha. Còn không thì lấy hết 4 mét nha chị nha. Rồi cái này em có 1 mét cho mấy chị nè. 1 mét nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em mã 16. 16k cái này về cho mấy chị đủ lên áo nè. Von. Von nha mấy chị nha. Chị nào chốt áo thì mấy chị lấy áo nè. Có vải tơ nha chị Lê Thúy Đoàn ơi. Có tơ nha chị nha. Mảnh đen tím. Dạ rồi ok chị, em thấy rồi. Hoa hồng tím ca. Dạ rồi ok chị. Lấy thì chốt mã lên giúp em nha mấy chị nha. Lấy thì chốt mã lên giúp em. Lấy thì chốt mã lên giúp em mã 16 mấy chị ơi. 16k. Ai lấy mảnh thì chốt 16 đây. Đây 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 đây. Thấy rồi. Gì vậy? Cái đó của ai á? Rồi cái này em còn 1,5 m mấy chị ơi. Cái này em còn 1,5 m nha. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em. 1,5 m 28.000. 1,5 m 28k. Chị nào lấy thì chốt mã 28 Minh Phan. Minh Phan ngay chỗ đây nè. Đây nè, mới làm đơn nè. Ai lấy cái này thì chốt lên giúp em mã 28. Chốt 28 lên giúp em nha mấy chị ơi. 28k nè. Lấy thì chốt 28. 28 thì có 2 mảnh đó. Hai chị hỏi thì có 2 mảnh, 3 mảnh luôn. Thấy. Chị nào muốn chốt 28 thì mấy chị chốt nha. Phải mảnh đó không mấy chị ơi? Mảnh đó đúng không? Rồi tiếp tục mấy chị ơi. Ai lấy cái này thì chốt lên cho em nè. Trên xào cũng đồng giá nha mấy chị nha. Cái này em có gần 3 mét đó mấy chị ơi. Gần 3 mét nè. Chị nào lấy thì chốt lên cho em. Hoa nhí 46.000. Chị nào lấy thì chốt 46. Lấy thì chốt 46 lên giúp em nha mấy chị nha. 46k nè. Mã 46 lên giúp em nha mấy chị ơi. 46k. Đây em lấy lên cho chị xem rồi. Phải cái này không? Đây nè. Phải cái đó không chị ơi? 46k. Chị nào lấy thì chốt mã 46 lên giúp em. Mã 46 nha mấy chị nha. 46k. Ai lấy thì chốt 46 lên giúp em nè. Chốt 46 lên giúp em nha mấy chị nha. 46k. Chị nào lấy thì chốt 46 nè. 46k hoa nhí nha mấy chị nha. 46k. Trời mấy chị chỉ mảnh nào mình tìm lấy chỗ này mà cũng không trúng ý của mấy chị nữa. Em cứ tìm chỗ đây thôi. Rồi ai lấy mảnh này nữa thì chốt lên giúp em. Cái này là lụa luôn nha mấy chị nha. Cái này là lụa luôn nè. Tối nay em còn like nữa mà. Trước sau gì em cũng lên hết thôi. Rồi cái này em còn 2 mét cho mấy chị nè. 2 mét hơn mấy chị ơi. Không phải đâu, nếu như cái đây thì chị đã nói là cái dây trên xào rồi. Dây hoa trên xào rồi. Rồi chị nào lấy thì chốt với em mã 45.
45k nha mấy chị nha, chị nào lấy thì chốt 45. Chốt 45 lên giúp em nha mấy chị nha, 45k nè, lụa mấy chị ơi, 45k, lụa siêu nhẹ mấy chị, 45k nè. Ai lấy thì chốt 45. Lấy thì chốt 45 lên giúp em nha mấy chị nha, 45k. Phải em mang mạng đỏ chị nghe nói mà không nhìn được. À vậy hả chị? Vậy là phải đúng không chị ơi? Vậy thì chị lấy cái mảnh này thì chốt mã 18 lên cho em nè. Không, tùy mã, tùy mảnh nha chị nha. Có mảnh thì có đủ áo mà, có mảnh thì 1,5 nha chị nha. Chị lấy đủ váy hay là đủ áo chị ơi? Lấy đủ váy hay là đủ áo chị? Rồi tiếp nha mấy chị nha. Lên cho mấy chị mảnh lụa lá nè. Lụa lá nha mấy chị ơi, lụa lá nè. Ai lấy lụa lá nè thì chốt lên cho em. Lụa lá này em có hơn 3 mét. Hơn 3 mét lụa lá, ai lấy lụa lá này thì chốt lên cho em mã. Mã 64 nha mấy chị nha, lụa lá 3m64k. Ai lấy lụa lá chốt mã 64. Cái này mấy chị lên đồ người lớn mà vậy đẹp lắm mấy chị ơi, rất là sang luôn. Người lớn mà mặc họ tiết to như thế này rất là sang nha mấy chị nha. Đó, chị nào lấy thì chốt mã 63. Chốt 63 lên giúp em nha mấy chị nha, 63k nè. Ai lấy thì chốt 63. Lấy thì chốt mã 63 lên giúp em nha mấy chị nha. 63, 64 gì đó em mới đọc xong đó. Mã 63 nha mấy chị nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị mảnh lụa nữa nè. Rồi cái này em còn 2 mét nha mấy chị nha. Cái này không phải lụa mấy chị ơi, vôn mà phối caro mấy chị. Đây, vôn phối caro nha mấy chị nha. Vôn phối caro. Ai lấy vôn này thì chốt lên cho em nè. Rồi cái này 46. Ai lấy thì chốt lên cho em mã 39 mảnh này nha mấy chị nha. Mã 46 hả? Này đúng không chị ơi? Đây. 4 này. Mã 46 là cái 46 là cái nào ta? Đây. Chắc cái này quá. Đây. Mã 46 này hoa nhí này đúng không chị Minh Phan ơi? Từ nãy em có đọc mét rồi mà ta. À cái này hơn 2 mét đó chị ơi, cái này hơn 2 mét nha. 2 mét rưỡi chị. Chị lấy thì chị chốt lên giúp em nha. Chị lấy thì chị ok lên giúp em thôi. Nếu như lấy thì ok lên giúp em. Rồi chị nào lấy mảnh này thì chốt lên giúp em. Chị nào lấy cái này thì chốt lên cho em nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt mã lên giúp em nè. Mã 39 nha mấy chị nha. Nhiều lúc em đọc lệch một hai mã thì mấy chị cũng thông cảm nha. Rồi 39, 39 với chị Phạm Thị Hải Yến nè. 39 cái này đúng không chị ơi? Nhiều lúc em đọc lộn một hai mã là cũng nhiều lúc cũng do cái cân á mấy chị. Nhiều lúc cái cân nó nha, nó trịch lên trịch xuống á, cái quạt nó bay bay á mấy chị, cái cân nó trịch lên trịch xuống thì em đọc nó trên lệch một hai mã mấy chị cũng thông cảm. Cái này cho chị Minh Phan. Rồi bỏ cái hoa nhí chị Minh Phan đúng không chị ơi? Minh Phan. Mới làm ra một lắm. Rồi ai lấy mảnh này nữa thì chốt lên cho em nè. Lùa mấy chị ơi, cái này lên maxi cực kỳ đẹp luôn nha. Lên maxi cực kỳ đẹp luôn. Cái này em có 3,5 m nè. 3,5 m chị nào lấy thì chốt lên cho em 3,5 m. Ai lấy thì chốt lên cho em mã 55. 3,5 m có 55.000 thôi. Chị ơi vải 2 mét may bộ. Được nha chị Phạm Thị Hải Yến nha. Cái nào hả chị Phạm Thị Hải Yến, hồi nãy là lấy cái gì ta? Mới bỏ đó. À cái đây hả chị, cái đây thì chị không may bộ được đâu. Cái đây là chị may váy hoặc là áo dài nha. Đó mấy chị nghe rõ chắc giùm em. Có loại vải tái dâu. Dạ không có nha chị nha. Không có nha chị An Uyên. Cái này là em chỉ nói là mấy chị lên váy hoặc là lên áo dài thôi. Cái này là vôn á, lùa mấy chị mới lên bộ được nha. Còn vôn là mấy chị lên váy lên áo dài. Nhan mấy nhan chị nha, chị Phạm Thị Hải Yến á, chị có lấy cái này không chị? Chị có lấy cái đó không chị ơi? Đó, mấy chị nghe rõ số chắc, nghe rõ chắc giùm em nha. Để rồi bỏ nha mấy chị nha. Thường thường mấy chị chốt á, mấy chị thấy đẹp mấy chị chốt thôi. Xong ngày mai mấy chị hỏi em là mấy cái đó lên bộ được không? Xong mấy chị chốt toàn là vôn không. Ai lấy mảnh này chốt mã 54. Lấy thì chốt mã 54 lên giúp em nha mấy chị nha. 54k nè.
54 nha mấy chị nha, 54k ai lấy thì chốt mã 54. Dạ rồi ok chị Phạm Thị Yến nè. 54k ai lấy thì chốt mã 54 nè. Chốt 54 nha mấy chị nha, 54k ai lấy thì chốt 54 nè. Mã 54 nha mấy chị ơi. Mã 54 2 mét là đủ may bộ nha mấy chị nha, 54k. Dạ đây nè chị ơi, cái này là lên đồ bộ nha. Cái này là lên bộ được nè. Chị cái nghe chắc nào mà lụa là chị lên bộ được nha chị Phạm Thị Hải Yến nha. Đó, quan trọng là nền vải á, họa tiết là mấy chị là chị có thích không thôi. Chứ chị cứ nghe lụa là lên bộ được nha chị nha. Lụa là chị lên bộ được. 2 mét là chị lên bộ đủ nha, là em có đọc rõ số mét nè, với lại chắc nè, là mấy chị nghe là mấy chị chốt thôi. Ví dụ em nói lụa là mấy chị nhắm may bộ được rồi nè. Rồi mấy chị chỉ cần nghe cho nghe mét nữa. Ví dụ 1 mét thì lên áo, 1 mét rưỡi thì lên váy, còn 2 mét thì lên bộ nha chị Phạm Thị Hải Yến nha. Là cứ vậy là mấy chị cứ chốt thôi nha. Rồi cái này em có 3 mét nè mấy chị ơi. 3 mét nè. 3 mét này là mấy chị lên hai cái váy được luôn nè. Không cần lót nha mấy chị nha, lụa nè. 48 nha, chị nào lấy thì chốt mã 48 lên giúp em. Lấy chốt 48 nha mấy chị nha, 48k ai lấy mã này chốt 48. Lấy chốt 48 có co giãn chị ơi, 48k có vải đi ở sau. Dạ rồi ok. 48k ai lấy thì chốt 48 nha. 48.000 ai lấy thì chốt mã 48. Chào cô Thu nha. Chào cô Thu nè. 48.000 nha mấy chị nha, chị nào lấy thì chốt 48 đây. Đi o này chị lên pyjama nha. Lên pyjama hoặc là lên lên áo dài cũng đẹp. Lên bộ gì cũng đẹp nha. Mà cái này lên pyjama là đẹp nè. Pyjama mặc ở nhà cực kỳ đẹp luôn ấy. Đó, cái này 2 mét chỉ tầm 30.000 đổ lại thôi. Quen quá cắt rồi. Đó, chị nào lấy đi o thì mấy chị cứ chốt mét lên đi o kèm mét nha. 2 mét là 30.000. 2 mét là đủ một bộ. Cái đó mấy chị lên váy thôi vậy cũng đẹp lắm. Rồi chị nào lấy thì chốt mã nhí này lên giúp em. Nói chị một chặp là em quên mã luôn. Rồi 48. Chốt 48 mấy chị ơi. 48 chị Phạm Thị Hải Yến. 48 chị Phạm Thị Hải Yến trước này em còn nhiều nhí lắm nha. Rồi lên cho mấy chị mảnh caro nè. Rồi ok chị, ok Trần Thị Lệ nha. Rồi cái này em còn 1,5 m mấy chị ơi. Cái này em còn 1,5 m nha. Chị nào lấy thì chốt nè. 1,5 m ai lấy mảnh này thì chốt cho em mã 26. 1,5 m 26k ai lấy mảnh này chốt mã 26. Người ta tăng được 3 kg rồi nha. 26k ai lấy mảnh này thì chốt mã 26 lên giúp em nha mấy chị. 26k nè. Chị nào lấy thì chốt mã 26 lên giúp em. Lấy chốt 26 nha mấy chị nha, 26k. Mã 26 nha mấy chị ơi, 26k caro màu hồng này mấy chị. Chắc này là chắc đuổi nha mấy chị nha, đẹp lắm. Cái này mà về mấy chị lên áo sơ mi hoặc em nói lên váy váy mà váy caro vậy mấy chị, nhìn rất là đẹp luôn. Nhìn trẻ trung nha mấy chị nha. Caro này mấy chị lên váy rất là trẻ luôn hoặc là mấy chị lên áo nha, áo sơ mi nha mấy chị ơi. Cái này em có 2 mét nè, chị nào muốn lấy 2 mét thì mấy chị cắt nha. Còn cái này có 1,5 m nha. Caro mấy chị ơi, caro kèm mét lên cho em nha. Caro kèm mét mấy chị ơi. Rồi lên cho mấy chị mảnh lụa hoa dây nè. Lụa hoa dây nha mấy chị nha, lụa hoa dây. Ai lấy lụa hoa dây này thì chốt luôn cho em. Cái này là lụa xốp nha mấy chị nha. Cái này là lụa xốp nha. Cái này là lụa xốp nè. Hoa dây nha mấy chị nha, chị nào lấy thì chốt lên cho em. Rồi cái này 62.000 mấy chị ơi. 62.000, 3,5 m có 62.000 thôi nha mấy chị nha. Mã 62. Lấy chốt mã 62. Trời, cái hoa dây này đẹp chưa mấy chị ơi, màu tím nha mấy chị nha, rất là đẹp luôn. Đó, 62k chị nào lấy thì chốt mã 62 mấy chị, về mấy chị may lên một nước ủi là em nói đẹp cực kỳ luôn. Mã 62 mấy chị ơi, đẹp chưa? 62k ai lấy thì chốt 62. Lấy chốt 62 nha mấy chị nha. Đúng rồi. 62k chị nào lấy thì chốt mã 62. Chứ nhiều lúc đi làm mà không có giờ nghỉ luôn. Mệt lắm chị Hương. Đây satin này mấy chị ơi. Đây mình like rồi mình nghỉ rồi à. Mình chốt đơn rồi mình nghỉ ngơi. Chứ còn kia nhiều lúc muốn nghỉ cũng không có được nghỉ luôn. Nay còn được nghỉ chứ hồi trước đâu có được nghỉ đâu. Nhiều lúc nhà có công chuyện mà cũng không có nghỉ được luôn á. Rồi ai lấy mảnh này thì chốt mã 32. Lấy thì chốt mã 32 lên giúp em nha mấy chị nha. 32k. Chị nào lấy thì chốt mã 32, nhiều lúc nhà có công chuyện, nhà ai cũng có công có việc hết mà không muốn nghỉ luôn.
32k, chị nào lấy thì chốt mã 32 lên giúp em. Lấy thì chốt 32 lên giúp em nha mấy chị nha, 32k nè. Chị nào lấy thì chốt mã 32. Chốt 32 lên giúp em. À ừ. 62 chị Phạm Thị Hải Yến nè. Hình như 62 còn mẩm nữa sao ạ? 62 chị Phạm Thị Hải Yến. Nga Trần 32. Nga Trần thì 32 nè. Mã 62 cho chị Phạm Thị Hải Yến. Đây không không? Đó là chị Phạm Thị Hải Yến. Đây là Nga Trần 32. Tụi coi thì em coi thì có mẩm 62 nào nữa không? Bỏ chị Nga Trần nữa nha. Cái mẩm đó hôm qua là em có 2 mẩm. Cái máy mẩm này là hôm qua em có 2 mẩm. Cái đó là Nga Trần nha, cái đen đen. Sao nó lâu lòi lên cái mảnh màu xanh kia ghê nha. Màu xanh hoa trắng đó. Rồi satin nè, chị nào hỏi satin ta. Hồi nãy chị nào hỏi satin không biết nữa. Đây hoa hướng dương nha mấy chị nha. Hoa hướng dương nè. 32 em hết mất rồi. Đúng rồi chị. Rồi ai lấy mảnh này thì chốt lên cho em. Đây satin nha mấy chị nha. À, đang xem live mà ngủ quên rồi, hèn chi thấy mất tiêu mất dạng luôn. Tối còn live mà. Rồi chị nào lấy thì chốt lên cho em nè. Lấy thì chốt lên giúp em nha mấy chị nha. Ai lấy mặt này thì chốt lên cho em. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Cái này 2 mét của nó chắc tầm cỡ 27-28 ngàn thôi mấy chị ơi. Em cân mít nên em rồi chắc vải em biết nha. Cái này 2 mét là 27-28 thôi. Nên mấy chị liệu đó mấy chị cắt mét nha. Đó chị nào lấy mét thì mấy chị chốt nha. Cái này em có chắc một cũng hơi dài nè. Tầm chắc 6-7 mét gì đó mấy chị. 6-7 mét nha mấy chị nha. Rồi ok chị nè. Chị cắt bao nhiêu mét chị ơi? Cắt bao nhiêu mét chị? Chị cắt bao nhiêu mét? Comment mét lên giúp em nha. Em cắt cho chị nha. Em cắt cho chị nha chị ơi. Để coi thì chị cắt bao nhiêu mét. Rồi beo mấy chị ơi, lên cho mấy chị mảnh lụa beo nè. Đó chị nào hỏi beo nè. Cái này là lụa beo nha mấy chị nha. Cái này em có hơn 2 mét cho mấy chị này lụa nè. Lụa beo nha mấy chị nha. Ai lấy mảnh này thì chốt lên với em mã 47. Hơn 2 mét đó mấy chị ơi, 47k. Ai lấy thì chốt 47. Lấy chốt 47 lên giúp em nha mấy chị nha. À có tơ nha chị Lê Thúy Đoàn ơi, có tơ đó chị ơi. 27k chị An Uyên. Là chị lấy 2 mét thôi đúng không chị An Uyên? 2 mét thôi đúng không? An Uyên beo nè. Beo cho An Uyên nè. Rồi 2 mét beo cho An Uyên luôn nè. À quên, 2 mét hướng dương cho An Uyên nè. Ok chị An Uyên nha. Rồi chị nào lấy hướng dương nữa thì chị chốt nha. 2 mét hướng dương cho chị Nga Trần. Cho em coi tơ. Dạ rồi ok chị Lê Thúy Đoàn nha. Tại nó nằm dưới đóng đó mấy chị ơi. Tại nó cái nằm dưới đóng đó mấy chị. Nên là nhiều lúc em moi nó không nổi luôn đó mấy chị. Cái còn tơ thì vẫn có nha mấy chị nha. Đúng nha mấy chị nha. Cái này là 29 ngàn mà em cắt nó hơi vơi vơi xíu. Rồi còn một ít hướng dương nữa, chị nào lấy thì chốt nè. Hướng dương là tơ. Dạ satin đó chị Lê Thúy Đoàn ơi. À beo lúc nãy chắc. Chắc lụa nha chị nha, chắc lụa mà lụa đuổi á chị có lấy không? Lụa đuổi nha chị nha. Rồi lên cho mấy chị mảnh hướng mảnh satin này nữa nè. Cái này à satin nha mấy chị nha, đây, satin nè. Đây nha mấy chị. Là beo là lụa đuổi nha chị An Uyên ơi, chị có lấy thì lấy nha, còn không thì em bỏ ra cho. Rồi ai lấy mảnh này thì chốt lên giúp em mã 40. 2 mét 40 ngàn nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt 40 lên giúp em nè. Coi dạng tốt cho mấy chị luôn nha, chắc đẹp nha. 40k chị nào lấy thì chốt 40.
2 mét rưỡi mấy chị ơi, 40k. Lấy thì chốt 40 lên giúp em nha mấy chị nha, 40k nè. Chị nào lấy thì chốt 40, phải màu xanh đằng sau bao nhiêu một mét thế chị? À cũng 100k một ký nha. Cũng 100k một ký, cái này đúng không Hoàng Ngọc Tâm ơi? Cái này đúng không em? Cái này đúng không? Cũng 100k một ký, à, cắt bao nhiêu mét thì chị căn ký lên thôi. Chứ cũng không rõ là bao nhiêu nữa. Cái này chắc 2 mét cỡ tầm 2 mét hả? 2 mét cái này chắc tầm cỡ 35-36 ngàn nè. 35-36 ngàn cỡ đó nha. Nó cũng trên lệch một giá hai giá nha mấy chị. Lấy bao dạ rồi ok chị An Nguyên 40, chị Binh Chu, Lê Thủy Đoàn, satin 3 mét. Rồi em coi thử còn bao nhiêu mét thì em bỏ cho chị nha. Cái này là Binh Chu nè. Em coi thử còn bao nhiêu mét thì em bỏ thôi nha. Cho mấy chị kia cắt hết mất rồi. Còn có 2 mét là chị Lê Thúy Đoàn ơi, 2 mét nha, chị có lấy thì chị ok lên giúp em với nha. Còn có 2 mét thôi, 2 mét chị lấy thì chị ok lên giúp em. Đây mảnh xanh hồi nãy đây, lấy bêu cho em. Rồi ok nè, đọc lại comment nữa chứ. Hướng Dương còn khúc nhiều không ạ? Hết rồi chị ơi, lấy luôn nha. Em còn có 2 mét chị lấy thì chốt lên, à, chị lấy thì ok rồi, lên số điện thoại giúp em nè. Chị Lê Thúy Đoan hồi sớm thì chị chưa có đơn đúng không? Binh Chu với lại Hoa Bùi Thị. Để em coi thử bao nhiêu mét nha. Rồi chị gì, chị Binh Chu nè, cái mảnh này còn dài nè, chị có lấy luôn mảnh dài này không? Chị có lấy luôn mảnh dài, tầng nãy là chị chốt nè. Chị chốt sau cái chị gì đó. Xong giờ em nói để ghi lại, tại vì mảnh này em biết còn nè. Chị có lấy không? Chị lấy hết 3 mét rưỡi này không? Nếu như không lấy hết thì em cắt đúng hồi nãy cho chị xem. Cắt đúng 1 mét rưỡi thôi. Nếu như chị lấy hết thì em bỏ hết 3 mét rưỡi, mà chị cắt 1 mét rưỡi thì em chia ra bỏ cho chị Hoa Thị Bùi một mảnh, chị một mảnh. Em còn mảnh dưới đây nữa, nếu như xíu nữa lên thì em bỏ cho chị Hoa Thị Bùi sau. Đó, lấy 1 mét rưỡi thì em cắt, lấy 1 mét rưỡi thì comment 1 mét rưỡi nha. Lấy hết thì comment lấy hết nha. Là em bỏ cho, rồi xíu nữa mảnh sau lên thì em bỏ cho chị Hoa Bùi Thị nè. Rồi lên cho mấy chị mảnh lụa thú nè. Cái mảnh đó hồi nãy chị chốt mà nó trượt á. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha, lên cho mấy chị một mảnh nè. Cái này em có 1 mét 7. 1 mét 7 mấy chị ơi, lấy thì chốt lên giúp em. 1 mét 7 nè. Vải bông xanh biển sau chắc gì vậy ạ? À? Lê Thủy Đoàn có số 0918. Ghi số này. Vải bông xanh biển sau. Vải bông xanh biển là gì, có vải bông xanh biển nè. Chị lấy hết hay sao chị ơi? Chị lấy hết hay sao? Ý của em hỏi là chị lấy hết hay sao? Rồi ai lấy mảnh này chốt mã 30. Lấy thì chốt mã 30 nha mấy chị nha. 30k nè. 30k nha mấy chị nha. 30k ai lấy mảnh này chốt 30. Lấy chốt 30 lên giúp em nha mấy chị nha. 30k nè. Chứ để em bỏ hết chị rồi mất công chị kêu sao bỏ nhiều nữa. Nên em phải hỏi ý kiến của mấy chị đàng hoàng. Tại vì tuần nãy chị chốt là chị chốt cái mảnh nhỏ. Đó. Chị nào lấy thì chốt mã 30 lên giúp em. Lấy thì chốt mã 30 nè. 30 rồi, ok chị Binh Chu nè. Xíu nữa mảnh khác lên thì em bỏ cho chị Hoa Bùi Thị sau nè. Vải xanh teo sau bao nhiêu tiền một mét? Cho em xem màu xanh dương trên xào. Dạ đây. Cái này hả Hoàng Ngọc Tâm ơi, cái này thì 18 ngàn một mét nè. Nói vậy cho chắc, từng nãy người ta nói là gì bao nhiêu 36 37 ngàn 2 mét, không ảnh không tự chia ra được. 16 17 ngàn cỡ 1 mét nha. Cái này cỡ 16 17 ngàn nè. 16 17 ngàn gì đó nha. Phải không ta? 16 17 ngàn là 30 hả? 15 15 là 30. Đây nha. 17 18 ngàn chứ. Đúng rồi, 37 38 ngàn một mét thì cỡ 17 18 ngàn một mét nha. Đây nha mấy chị nha. Cái này là lụa xốp á mấy chị ơi, cái này là lụa xốp nha. Lụa xốp nha mấy chị nha.
Mạng chị chậm rồi, từ nãy em cắt chị 2 mét rồi. Phải không ta? Không phải, em cắt hoa hướng dương hồi nãy em bỏ cho mấy chị kia hết rồi. Đây, mấy chị lấy thì mấy chị chốt nha. Rồi ai lấy mặt này thì chốt mã 30 lên giúp em nè. Lụa thú nha mấy chị nha, lụa lụa thú nè. 30k ai lấy thì chốt mã 30. Rồi lên cho mấy chị mảnh lụa nè. Lên cho mấy chị một mảnh lụa nha mấy chị nha. Đây, cái này em có 2 mét cho mấy chị nè. Cái này em có 2 mét nha mấy chị nha, 2 mét nè. Ai lấy mặt này nữa thì chốt lên cho em mã 37. 2 mét 37.000 nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt 37 lên giúp em. Lấy chốt 37 mấy chị ơi, 37k. 37k chị nào lấy thì chốt mã 37, lấy thì chốt mã 37 nha mấy chị nha. Chú em không biết cái nào luôn á. Bông xanh gần khúc bông cam. 37k chị nào lấy thì chốt mã 37. Cái này là Dior mấy chị ơi. Dior nha mấy chị nha. Chị nào lấy Dior thì mấy chị chốt mét lên giúp em. Dior nha mấy chị nha. Cái này là Dior nè. Mấy chị lấy thì mấy chị chốt mét ha, một mét của nó tầm mười mấy ngàn thôi. Lỗ sót 2,5 mét, lỗ sót em cần chị đó. Rồi cho chị An Uyên nè. Này nó dài lắm nha mấy chị. 2,5 mét cho chị An Uyên nè. Cái này đẹp lắm mấy chị ơi, lụa xốp mà nó mềm nha mấy chị nha. Chứ không phải nó cứng ngắt cứng ngơ đâu. Mà cái màu của nó em nói thiệt là đẹp luôn. Màu đúng mát luôn mấy chị. Cho chị An Duyên nè. An Duyên xốp treo. Chị Minh Phan ơi, chị Binh Chu lấy hết rồi chị ơi. Chị comment sau rồi. Chị Binh Chu lấy hết rồi. Chị Binh Chu có nhường thì nhường thôi, chứ còn chị Binh Chu comment trước rồi nha chị nha. Đó 6 mét chị Binh Chu có nhường thì nhường nha. 6 mét chị Binh Chu có nhường thì nhường thôi, chứ nhường bớt không, chứ còn chị Binh Chu chốt trước mất rồi chị Minh Phan nè. Như chị An Uyên thì chị chốt trước nên em cắt cho chị 2,5 mét. Rồi ok chị nè, lụa xốp 2,5 mét. Rồi em cắt cho chị rồi nha chị An Uyên nha, màu xanh bên tay trái của chị ấy. Đây đúng không? Đây đúng không chị ơi? Đó chị nào lấy vôn này thì mới chị chốt lên giúp em nha, vôn này. Vôn này thì tầm cỡ 20-21 ngàn 2 mét thôi mấy chị ơi, cái đó nhẹ lắm. Cái đó cho chị Binh Chu nè. Chị gì ta, chị Minh Phan ơi, chị chọn cái khác giúp em với nha. Nãy giờ treo trên xào thì mấy chị lại không chốt. Rồi cái này em có 2 mét cho mấy chị nè. 2 mét ai lấy mặt này thì chốt lên cho em. 2 mét 2 mét ai lấy mặt này thì chốt lên cho em mã 36 nè. 36k. Chị nào lấy thì chốt mã 36 nha mấy chị nha. Mã 36 mấy chị ơi, lấy thì chốt mã 36 lên giúp em. 36k nha mấy chị ơi nha. 36k chị nào lấy thì chốt mã 36 mấy chị chốt mã lên giúp em. Mã 36 mấy chị ơi. 36k 2,36 nè. Cái này 4 mét hay sao chị? Cái này 4 mét phải không chị Phạm Thị Hải Yến ơi, cái này là vôn nha chị nha. Nếu chị lấy cái này thì chị ok lên giúp em. Cái đó là vôn đó mấy chị. Còn cái này là Dior nha mấy chị nha. Nói chung là mấy chị chốt đúng cái mã là em cắt cho mấy chị nhanh lắm. Cắt rất là nhanh luôn. Rồi lên cho mấy chị một mảnh vôn hoa nhí nè. Rồi cái này em có 2 mét vôn hoa nhí. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em vôn hoa nhí nè. Rồi cái này 32 ngàn. Chị nào lấy thì chốt mã 32. Chốt 32 nha mấy chị nha. Có, em có để cho chị 32 nha mấy chị nha. Rồi vậy chị lấy cái này bao nhiêu mét chị à? Hoàng Ngọc Tâm ơi, cái này không phải là hoa nha. Lập thể chị ơi, cái này là lập thể nha. Đó, cái này là lập thể này, chị lấy bao nhiêu mét chị ơi? Lấy bao nhiêu mét? Còn lụa xanh thì em bỏ chị, lụa xốp thì em bỏ chị nha, chị Binh Chu rồi nha.
lấy mặt này thì chốt lên cho em mã 30. Mã 32 nha mấy chị nha, lấy thì chốt 32 lên giúp em. 32. Chốt 32. À von kế bên Dior hả? Đây, von kế bên Dior là cái đây. Trời ơi. Đó, kế bên Dior là cái đó nha chị nha. Chị nói phải nói rõ là trên sàn hay dưới đất nha chị nha, chứ không là em chết em luôn. Em chết thiệt luôn á mấy chị. Rồi đây. Lấy thì kèm mét lên giúp em nha chị Lê Thùy Đoàn nha. Đây nha chị nha, comment của chị có mà em không thấy nè. Rồi đúng mảnh này rồi nè. Ok chị nè. Dạ có co giãn nha chị ơi, có co giãn đây, em cho mấy chị xem nè. Đó, lấy bao nhiêu mét thì comment nha chị Hoàng Ngọc Tâm nha. Lấy bao nhiêu mét thì comment nè. Rồi đây đúng không? Phải cái này ok lên lại giúp em một lần nữa nha chị Lê Thùy Đoàn nha. Ok lên giúp em một lần nữa nè. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha. Ai like cái này nữa thì chốt lên giúp em. Nhiều lúc chốt nhiều quá mấy chị ơi, like lâu quá xong rồi nó cũng bị quán gà luôn mấy chị. Đọc comment không ra luôn á mấy chị ơi. Rồi ai lấy mã này chốt mã 20 một áo nè. Một áo 20 ngàn nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt mã 20. Dạ ok chị nha. Nhiều lúc không thấy comment mấy chị cũng thông cảm nha. Quán gà luôn á mấy chị ơi. Mấy chị xem mấy chị comment thì nó bình thường, chứ ở trong đây là nó lộn xộn luôn á mấy chị. Ok chị Lê Thúy Đoàn nha. Rồi còn ít nữa chị nào lấy thì chốt. Rồi 20, chị nào lấy thì chốt 20. 20 một áo. 20 một áo nha mấy chị nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị mảnh này. Em còn mảnh hướng dương này. Cái mảnh này thì nó sẽ nặng hơn nha mấy chị nha. Cái mảnh hồi nãy hướng dương hồi nãy là lụa satin. Còn cái mảnh này nó sẽ nặng hơn mấy chị ơi. Mảnh này à, mảnh này em không biết là lụa gì luôn á mấy chị, nhưng mà nó mềm. Mềm và co giãn, chỉ cái điều là chắc của nó hơi dày thôi. Chắc của nó dày thôi chứ còn mềm co giãn nha mấy chị nha. Đó, em nói chắc vậy là mấy chị. Mấy chị hiểu nha. Nói chung nó không có đơ, nó không có cứng nha mấy chị nha, mềm. Mềm co giãn nhưng mà chắc của nó hơi dày xíu. Đó, chị nào lấy thì chốt nè. Rồi 78.000 nha mấy chị nha, chị nào lấy thì chốt mã 78. Lấy thì chốt 78 lên giúp em nha mấy chị nha, 78k. Lên đồ bộ là y bài luôn mấy chị ơi. Cái này em có tặng 3,5 mét. 78k mà về mấy chị may được một bộ nè. Nói chung là may được hai cái váy mà có 78.000 thôi, thiệt sự luôn. Tính ra nó cũng rất là rẻ luôn nha mấy chị nha. Mà chắc của nó dài dặn nữa, mấy chị lên đồ mấy chị không thấy sợ lộ sợ đồ gì hết nha. Lên đồ là yên tâm, không có sợ lộ sợ đồ gì hết nha mấy chị. Rất là đẹp luôn. Rồi ai lấy mảnh này nữa thì chốt lên giúp em nè. Đây nha mấy chị nha, 1,5 mét nè. 1,5 mét họa tiết mấy chị ơi, 1,5 mét họa tiết. Cái này mấy chị lên bộ đùi rồi dễ đẹp nha mấy chị, lụa nha. 1,5 mét, ai lấy mảnh này thì chốt lên cho em mã 25. 1,5 mét 25k, ai lấy thì chốt 25. Chốt 25 lên giúp em nha mấy chị nha, có co giãn cho mấy chị luôn. 25k, ai lấy thì chốt 25. Lấy thì chốt 25 nha mấy chị nha. 25k to hả chị, 25k. Chị nào lấy thì chốt 25. Đây Volter đây. Rồi lên cho mấy chị mảnh này 2m V nè. 2m V nha mấy chị nha, chị nào lấy thì chốt lên giúp em 2m V. Rồi lấy thì chốt mã 31. Chốt 31 lên giúp em nha mấy chị nha, 31k nè. 78 chị An Uyên nè. Nói chung là em khi mà em vô lên live mấy chị em nói rất là kỹ luôn á mấy chị, nhiều lúc mấy chị đừng có than. Đừng thắt em nói nhiều nha, em chỉ muốn nha cho mấy chị chốt kỹ thôi. Em nói kỹ cho mấy chị thích là mấy chị chốt kỹ á. Chứ nhiều lúc nói qua là đại khái tới hồi chốt đơn á mấy chị xả nữa. Rồi 31.000 nha mấy chị nha, chị nào lấy thì chốt mã 31 nè. Lấy thì chốt 31 lên giúp em.
31 nha mấy chị ạ. 25. 31 hay 25 nè. 25. À, cái này là 31 này, cái này là 25. 25 là một áo. Vậy 25 là cái nào? 25 cho chị An Uyên. An Uyên thì thích độc lạ cho thôi. Rồi tiếp tục mấy chị ơi, lên cho mấy chị mảnh vôn nữa nè. Đây, vôn tơ nha. Vôn tơ nha mấy chị nha, chị nào lấy thì chốt lên giúp em vôn tơ nè. Rồi cái này em có 3,5 m vôn tơ mấy chị ơi, siêu nhẹ luôn nha. 3,5 m vôn tơ, chị nào lấy thì chốt lên giúp em mã 39, 3,5 m có 39.000 thôi. 39k nha mấy chị nha, 25 em chốt cho chị rồi nha. Rồi em đang lên tơ nè chị. 39k 3,5 m nè, chị nào lấy thì chốt 39. 39.000 nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt mã 39, 3,5 m có 39.000 thôi. Lấy thì chốt 39 lên giúp em nha. Cái màu ở ngoài nó sáng hơn nha chị nha. Tại trong này cái ánh đèn nó làm nhòa đi á. 39k chị nào lấy thì chốt mã 39 lên giúp em. Volter 39.000 nè. Lấy thì chốt 39 lên cho em nha, 39k. 39k nha mấy chị nha. Rồi lên cho chị mảnh Volter này nữa nè. Dạ 1 ký là 100.000 luôn nha chị Hồ Cẩm Vân nha. Lâu quá rồi không thấy chị Hồ Cẩm Vân nè. Lâu rồi giờ mới thấy chị luôn. Rồi chị nào lấy thì chốt mã 35. Cái này 3m đó chị Lê Thúy Đoàn nè. Rồi cái này 3m nha. Cái này là Volter luôn á chị ơi. Đúng là tơ luôn đấy, 3m nè. Đó, lấy thì chốt lên giúp em. Lấy thì chốt lên cho em nha, màu cam nè. Chị nào lấy thì chốt. Trên sale là cũng 100.000 một ký nha, 35k. Mảnh kia thì 39, mảnh này là 35 nha mấy chị nha. Lấy thì chốt mã 35 lên giúp em. 35k hoặc là mấy chị cắt 1,5 m thì em cắt cho. Cắt 1,5 m thì em cắt cho nha. 25 em chốt cho chị rồi nha chị An An Nguyễn ơi. À quên. Chị An Uyên ơi. Cắt cho chị rồi nha. Rồi tiếp tục này mấy chị ơi, lên cho mấy chị mảnh này nữa nè. Cái này em có 1,5 m nha mấy chị nha, 1,5 m. 1,5 m ai lấy mảnh này thì chốt lên giúp em mã 20. Lấy thì chốt 20 lên giúp em, 20k nè. Chị nào lấy thì chốt 20 lên giúp em nha mấy chị, 20k. Ai lấy mảnh này chốt 20. Chốt 20 lên giúp em nha mấy chị nha, 20k có co giãn tốt cho mấy chị luôn, luôn chắc lụa nha mấy chị nha, 1,5 m 20k. Ai lấy thì chốt 20. Lấy chốt 20 lên giúp em nha mấy chị nha, 20k nè, chị nào lấy thì chốt 20. Chốt 20 nha mấy chị nha, 20k nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh sọc nè, phối sọc nha mấy chị nha. Cái này là vôn phối sọc, nó dày lắm mấy chị, không hề mỏng đâu. Mấy chị có lên áo dài không cần lót nha. Lên váy thì lót phần dưới thôi. Lên áo dài, lên áo gì không cần lót đâu. Rồi chị nào lấy thì chốt 1,5 m 25.000 nè, chị nào lấy thì chốt 25. Lấy chốt 25 lên lại giúp em nha mấy chị nha, 25k thôi, 1,5 m này 25k. Chị nào lấy thì chốt 25 lên giúp em. Chốt 25 nha mấy chị nha, 25k dày dặn mấy chị ơi, lên áo không cần lót nha. 25k. Lên váy lót phần dưới giùm em này 25k này. Mã 25 nha mấy chị nha, 25k. Rồi lên cho mấy chị mảnh bi hồng. À quên, bi vàng nè. Bi nhí nha mấy chị nha, bi nhí nè. Cái này em có hơn 2m cho mấy chị nha, hơn 2m. Hơn 2m chị nào lấy thì chốt lên cho em, hơn 2m nè. Hơn 2m cái này 50k nha mấy chị nha, hơn 2m 50k chắc dài dặn mấy chị ơi, 50k co giãn tốt cho mấy chị luôn, 50. 50 nha mấy chị nha, chắc lụa nè, cái này đẹp lắm mấy chị, 50k nè. Cái này à. Cái này nó gần 3m luôn mấy chị ơi. Không phải là 2m, 2,5 m không. Ơi 3m mấy chị ơi, hàng chị em thấy nó cũng đâu có nặng lắm đâu. 3m nhưng mà chị nhân 50k. Mà sao lại nhiều tiền dữ. Nó tặng 3m lận mấy chị. 50k nha mấy chị nha. Lấy thì chốt mã 50 lên giúp em. Chốt 50 nha mấy chị ơi, 50k nè. Mã 50 mấy chị ơi, 50k, ai lấy thì chốt mã 50 lên giúp em. Chốt 50 nha mấy chị nha, 50k chấm bài giúp em nha mấy chị ơi. Mấy chị à. Hả? Minh Phan Bi 50. Mấy chị Minh Phan. Mấy chị xem like thì chấm chấm lên giúp em nha mấy chị ơi. Không là buồn chết mấy chị.
Rồi lên cho mấy chị mảnh hoa này. Hoa nha mấy chị nha. Đây. Lụa mấy chị ơi, cái đây là chắc lụa nha mấy chị nha, chắc lụa nè. Mình phang bên đây. Rồi cái này em có hơn 3 mét cho mấy chị nè, hơn 3 mét. Hơn 3 mét chị nào lấy thì chốt lên cho em mã 60. Hơn 3 mét mấy chị, lụa nha. Hơn 3 mét 60k nè, chị nào lấy thì chốt 60. Lấy thì chốt 60 lên giúp em nha mấy chị nha, 60k nè. Chị nào lấy thì chốt 60 lên cho em. Lấy chốt 60 nha mấy chị nha, 60k. Ai lấy thì chốt 60. Mã 60 nha mấy chị nha. Mấy chị khách mới inbox giùm em cái địa chỉ qua Messenger nha mấy chị nha. Huỳnh Thanh 60 nè. Huỳnh Thanh đâu, chỗ đây luôn nè. Huỳnh Thanh 60 nè. Rồi lên cho mấy chị mảnh vôn nè mấy chị ơi. Lên cho mấy chị mảnh vôn nha. Mấy chị khách mới inbox giùm em cái địa chỉ qua Messenger nha mấy chị nha. Mấy chị qua Messenger chấm chấm giúp em. Chứ nhiều lúc mấy chị cho sai số á, em gọi không được á. Xong rồi mình ví dụ có sai số thì cũng còn bên Messenger mấy chị. Qua Messenger chấm lên cho em một chấm thôi. Là nếu như mấy chị muốn xem ảnh vải thì em chụp cho mấy chị xem. Mấy chị phải chấm lên trước giúp em nha. Rồi ai lấy mã này thì chốt mã 56 nè. 3m 56k, ai lấy thì chốt mã 56 tơ vôn nha mấy chị nha. 56k chị nào lấy thì chốt mã 56 vôn Trinh Phong mấy chị ơi. 56k ai lấy thì chốt 56. Lấy thì chốt 56 lên giúp em nha mấy chị nha, 56k nè. Chị nào lấy thì chốt 56 lên giúp em, 4m mấy chị ơi. Nếu như mấy chị không lấy hết thì mấy chị chia nha, cái này đẹp lắm. Thiệt sự luôn á mấy chị. Đẹp nha mấy chị nha. Lên váy hay là mấy chị lên áo dài hay là cái này lên váy cực kỳ đẹp luôn này. Đó, chị nào lấy thì chốt mã lên giúp em. Mã 56 mấy chị ơi. Nếu như lấy hết thì chốt 56, không thì em chia ra cho mấy chị nè. Chị nào muốn lấy 2 mét thì em chia ra cho nha. 60 em hết. 60 em hết mấy chị ơi, 60 em hết nha. Đó, 56k đó. Chị nào lấy thì chốt. Rồi lên cho mấy chị mảnh này nè. Cái này lên áo thôi nha mấy chị. Cái này lên áo mấy chị ơi, cái này lên áo nha, vôn mấy chị ơi. Đủ cho mấy chị lên một cái áo. Nếu như mấy chị lên áo thì không cần lót nha. Cái này mấy chị lên áo không lót đâu. Rồi cái này em có 20.000 này, chị nào lấy thì chốt 20. 20k ai lấy thì chốt 20. 20 lên giúp em nha mấy chị nha, 20k. Đủ lên một cái áo cho mấy chị nha, 20k này. Ai lấy thì chốt 20 lên giúp em nha mấy chị ơi. Mã 20 mấy chị ơi, 20k, ai lấy thì chốt 20. Lấy chốt 20 lên giúp em nha mấy chị nha, 20k khúc bi vàng. Khúc bi vàng hết rồi. Trời ơi, qua không biết bao nhiêu mảnh rồi chị Lê Thí Đoàn. Qua chắc là cũng phải là 3 mảnh rồi á mà giờ chị mới chốt bi vàng. Mạng chậm dữ chị. Rồi lên tiếp cho mấy chị mảnh vôn nữa nè. Vôn này mà mấy chị không chốt là không biết mấy chị chốt gì luôn. Cái này lên áo đẹp nè mấy chị. Hoa Bùi Thị 20. Rồi đây mấy chị ơi, vôn nè. Cái này rất là sang luôn. Mấy chị lên áo cực kỳ sang luôn nha. Lấy thì chốt với nhà mã 16 nè. Đó, một áo 16.000 nè. Một áo 16k. Chị nào lấy thì chốt 16 lên giúp em. 16 mấy chị ơi, lấy thì chốt mã 16. Lên áo mấy chị ơi. Cái đó lên áo lẻ nha, là vôn nha. 16k, ai lấy thì chốt 16 lên giúp em. Ai lấy chốt 16 mấy chị ơi. Lấy chốt 16 nha. Rồi hoa nhí mấy chị ơi, hoa nhí. Rồi cái này cũng một áo luôn. Đâu đem coi. À 1,5 m mấy chị lên váy được nha, 1,5 m nè. 1,5 m ai lấy mã này chốt mã 26. Lên 26 giúp em nha, 26k. Mã 26 mấy chị ơi, 26k ai lấy thì chốt 26. 26 nha mấy chị, nhưng bi vàng còn không. Dạ hết rồi chị ơi, 16k cho chị Đặng Thảo nè. 16 cho chị Đặng Thảo nè. Rồi chị nào lấy thì chốt lên giúp em mã này 26. Lấy chốt hoa 26 hoa nhí mấy chị ơi, 26k nha. 26k hoa nhí nè. Mấy chị nhớ nha, qua Messenger chấm lên giúp em một chấm nha. Mai em chụp ảnh vải cho mấy chị xem. Nhớ nha mấy chị ơi. Nhớ nha. Rồi lên cho mấy chị mảnh lụa lá nè. Lên cho mấy chị mảnh lụa lá nha mấy chị nha. Cái này em có hơn 3 mét, 3,5 m cho mấy chị nè.
mã 64. Lấy thì chốt 64 lên giúp em nha mấy chị nha, 64k. Xuống em chút nữa em xuống like là mấy chị ra, mấy chị vô phần tin nhắn nha, chấm lên giúp em một chấm nha. Chị nào ấy thì cho em cái số điện thoại và địa chỉ bên đó nha mấy chị nha. Mai em chụp ảnh vải qua cho mấy chị ok cái là em theo địa chỉ đấy em đi thôi. Chứ không phải là mấy chị cho địa chỉ cái là em ru em đi, không có đâu. Không có nha mấy chị nha, yên tâm. Mấy chị phải ok em mới đi nha. Rồi chị nào lấy thì chốt mã 64 nha mấy chị nha, 64k, 3m rưỡi 64k này. Ai lấy thì chốt mã 64. Hơn 3m đó mấy chị. 64k nha mấy chị nha. 64k chị nào lấy thì chốt 64. Mã 26 chị Minh Phan. Rồi lụa lá 64 nha mấy chị ơi. Hơn 3m luôn ấy. 64k. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa xốp nữa nè. Hoa to nha mấy chị nha, lụa xốp hoa to. Tối nay 7 giờ em like nữa nha mấy chị nha. Tối nay em like 7 giờ nữa. Em like like cuối, tối nay là like cuối nè. Mai là chốt đơn cho mấy chị rồi. Rồi cái này em có 2m lụa xốp, chị nào lấy thì chốt nha em, mã 46. 2m 46.000 nha mấy chị nha. Trời đẹp lắm mấy chị ơi, lụa xốp mà nó mềm lắm. Rất là mềm nha mấy chị nha. Hết rồi, mình sẽ mới bỏ đó. Ai lấy mặt này chốt mã 46 lên giúp em nha mấy chị nha. 46k đẹp chưa mấy chị? Thiệt sự luôn á. Cái này là mấy chị lên áo dài đẹp nè. Nó giống như chân hai đầu cho mấy chị nha. Đây. Đó. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Mà cái chất xốp bọt này nó rất là mềm nha mấy chị nha. Rất là mềm luôn. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em mặt này nha mấy chị nha. Rất là mềm mấy chị ơi. Mềm rũ cực kỳ cho mấy chị luôn. Lấy thì chốt 46 lên cho em nha mấy chị. Lấy chốt 46 lên cho em nè. Rồi mảnh hoa nhí, cái này đủ lên áo mấy chị ơi. Rồi lên cho mấy chị mảnh tặng nè. Em lên cho mấy chị mảnh này là mảnh tặng nha mấy chị nha. Tại cái này mảnh này nhỏ. Mảnh này nhỏ em sẽ tặng cho mấy chị nè. Đó, chị nào lên mảnh tặng thì chốt nha mấy chị nha. Chị nào lên mảnh tặng thì em chốt cho mấy chị nè. Chưa. Làm gì mới vô đó chị? Đi cắt cỏ hả? Rồi chị nào lên mảnh tặng thì em chốt mảnh tặng cho mấy chị nha. Chị nào lên mảnh tặng thì em chốt mảnh tặng cho mấy chị nha mấy chị ơi. Giờ mấy chị đâu có thêm mảnh tặng nữa đâu. Giờ mấy chị không thêm mảnh tặng nữa luôn. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh nữa nè. Lên tiếp cho mấy chị một mảnh nữa nè. Ủa từ nãy giờ em lên mấy mảnh vô luôn rồi chị ơi. Từ nãy giờ em lên mấy mảnh vô luôn rồi ấy. Mà đâu thấy chị chốt đâu. Em có lên vôn mà. Cho cô Bách Trần Phương này. Tặng cho cô Bách Trần Phương. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha. Ai lấy mảnh này nữa thì chốt lên giúp em nè. Cái này em có 1m rưỡi mấy chị ơi. Trời cái này đẹp quá chừng luôn mấy chị ơi. Ai mà nhận cái chất này về đẹp tuyệt vời luôn, lên váy đẹp cực kỳ luôn nha mấy chị nha. 1m rưỡi nè. 1m rưỡi chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Rồi 31.000 chị nào lấy thì chốt 31. Chốt 31 nha mấy chị nha. À vậy thôi chị. Trời đất ơi em lên mấy mảnh vôn luôn ấy. Đi nấu cơm mới vô luôn hả? Nấu gì mà sớm dữ người. Rồi 31 nha mấy chị ơi, 31k nè. 31.000 nha mấy chị nha, chị nào lấy thì chốt mã 31. Lấy chốt 31 lên giúp em nha mấy chị nha, 31k nè, chị nào lấy thì chốt mã 31 lên giúp em. 31 nha mấy chị nha. Dạ. Đi đi. 31k chị nào lấy thì chốt mã 31 mấy chị ơi, 31k. À lấy thì chốt 31 lên giúp em. Chốt 31 mấy chị ơi. Bắt chỗ A bờ cờ đó. Đó ngay chỗ đó luôn ấy. Đâu ngay chỗ đây này chứ. 31 cho chị. Chị Lê Thúy Đoàn nè. Rồi chị nào có nhà có bé nhỏ thì mấy chị lấy cái này về may đồ cho con mình nha. Cái này em có 1m nè. Đó mấy chị may áo cho mấy chị cũng được, không là mấy chị may bộ cho bé mấy chị ơi. Đây nha mấy chị nha. May bộ cho bé nè, chị nào lấy thì chốt mã 17 lên giúp em.
17 mấy chị ơi, 17k. Ai lấy thì chốt mã 17 lên giúp em nè. Chốt 17 mấy chị ơi, cái này có co giãn nha, 17k nè. Đó, chị nào lấy thì chốt mã 17, chị nào có con nhỏ thì mấy chị chốt nha. 17k, ai lấy mã này chốt mã 17 lên cho em. Chốt 17 mấy chị ơi, 17k. Ai lấy thì chốt 17 nè. Cái đó về mấy chị may đồ cho con mình nha, may pyjama rồi dễ đẹp mấy chị. Đây, em có mảnh này về may đồ người lớn đẹp này mấy chị ơi. Hôm qua nha, dài dài luôn rồi, bán hết rồi nè. Còn mảnh này thôi. Cái này em có 1,5m nha mấy chị nha, 1,5m nè. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em 1,5m. Ai lấy cái này thì chốt lên cho em mã 30. 30k nha mấy chị nha, chị nào lấy thì chốt 30, 1,5m nè. 30k chắc lụa nha mấy chị nha, 30k nè. Về mấy chị may váy cũng đẹp lắm mấy chị ơi, 30k. Màu đẹp nha mấy chị nha, ở ngoài là màu rêu mấy chị, 30k nè. Ai lấy thì chốt 30. Chốt 30 lên giúp em nha mấy chị ơi, 30k. Chị nào lấy thì chốt mã 30 cho chị Lê Thúy Đoàn nè. 30k lụa nha chị Lê Thúy Đoàn nha. 30k. Rồi lên cho mấy chị mạnh vôn nè. Vôn nha mấy chị nha, vôn. Ai lấy vôn thì chốt lên giúp em. Nghe cho rõ tên nha, bỏ cho đúng nha. Ai lấy cái này thì chốt mã 32. Vôn nha mấy chị nha. Đây. Vôn tơ 32k. Lấy thì chốt 32 lên giúp em. Cái này em có 3m. 3m 32.000 nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt 32. Tơ nha mấy chị nha, 32k nè. Ai lấy thì chốt mã 32, 3m mấy chị ơi. Hơn 3m luôn. Về may được hai cái váy á mấy chị, không thì lên áo dài được đẹp nha mấy chị nha. 32k chị nào lấy thì chốt. À, em chào chị Lâm Ngọc Huệ nha. Chào chị Lâm Ngọc Huệ nè, 30 em bỏ chị rồi nha, chị Lê Thúy Đoàn nha. Chào chị Lâm Ngọc Huệ nè. Rồi lấy vân tơ đó thì chốt mã 32 lên giúp em nha mấy chị ơi, 32k. Đây, lên cho mấy chị mảnh vân tơ. Cái này đúng tơ luôn mấy chị ơi. Này là quá tơ luôn. Chị nào thích độc lạ thì lấy mấy cái này cũng được, 3m nè. 3m mấy chị ơi, 3m tơ nha. Ai lấy mảnh này thì chốt lên cho em. Rồi cái này có 23.000 rồi mấy chị ơi. Trời ơi, 3m mà có 23.000. 3m 32k, chị nào lấy thì chốt 32 lên giúp em nha mấy chị nha, 32k nè. Ai lấy mảnh này chốt mã 32. Chốt 32 nha mấy chị nha, 32k. Chị nào lấy thì chốt 32 lên giúp em. Lấy chốt 32 nha mấy chị nha, Volter 32k nè. Ai lấy thì chốt 32. Ai lấy thì chốt 32 lên giúp em nha mấy chị nha, 32k nè. Chị nào lấy thì chốt 32 lên giúp em. À, cái này là gì? 22 chứ không phải 32 đâu nha mấy chị nha. Em đọc lộn đó nha. Đó, hồi nãy đọc nó 32. 22 nha mấy chị nha. Lấy vân tơ chốt mã 22. Rồi lên cho mấy chị mảnh lụa hoa nữa nè. Lên cho mấy chị mảnh lụa hoa nha. Chị nào lấy thì chốt lên kem lụa hoa. Cái này em có 3m lụa hoa. 3m lụa hoa, chị nào lấy thì chốt lên cho em 3m. Chốt lên giúp em 3m nha mấy chị nha. Rồi cái này 43.000, chị nào lấy thì chốt mã 43. 3m có 43.000 thôi. Lấy thì chốt 43 lên giúp em nha mấy chị nha, 43k nè. Ai lấy mảnh này chốt 43. Mấy chị đi nấu cơm hết rồi đúng không? 43k nha mấy chị nha. Ai lấy thì chốt 43 lên giúp em. Lấy chốt 43 nha mấy chị nha. 43.000 nè. Em chào chị Mỹ Linh Đồng nha. 43k, ai lấy thì chốt mã 43 lên giúp em nha mấy chị ơi, 43k. Chị nào lấy thì chốt mã 43 lên giúp em. Lấy thì chốt mã 43 nha mấy chị ơi. Rồi 43 chị An Uyên nè. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha. Tối nay 7 giờ em vẫn like nha mấy chị nha. Tối nay 7 giờ em vẫn like nè. Rồi cái này em có 1,2m nha mấy chị nha. Đủ cho mấy chị lên một cái áo nha. Đủ cho mấy chị lên một cái áo nè. Chị nào lấy thì chốt lên cho em mã 22. Ai lấy thì chốt 22 nha mấy chị nha, 22k. Chị nào lấy thì chốt mã 22 lên giúp em nha mấy chị. Lên đủ cho mấy chị một cái áo nè, 22k. Ai lấy mảnh này chốt 22 lên giúp em nha mấy chị, 22k nè. Lấy thì chốt 22 lụa hoa nha mấy chị nha. Cái này là lụa hoa nha.
Lụa hoa này 22k. Lấy thì chốt 22 lên giúp em nha mấy chị ơi, 22k này. Chốt 22 nha mấy chị nha. 43 em chốt cho chị rồi nha chị An Uyên nha. 43 chốt chị rồi nè. Rồi tiếp tục nha mấy chị ơi. Tiếp tục này, cái này em còn cũng đủ lên áo cho mấy chị luôn. Chắc lụa nha mấy chị nha. Chắc lụa nè. Lụa chữ mấy chị ơi. Cái này là lụa chữ nha. Ai lấy cái này thì chốt lên cho em mã 15. 16 mấy chị ơi. Cái này là 16 nha. Ai lấy thì chốt 16 lên giúp em. Lấy chốt 16 mấy chị ơi, 16k. Chị nào lấy thì chốt 16 lên cho em nè. Mã 16 nha mấy chị nha, 16k. Ai lấy thì chốt 16. Chốt 16 mấy chị ơi, 16k. Mê coi. Mê coi like hả cô. 16k, chị nào lấy thì chốt mã 16 lên giúp em. Lấy chốt 16 nha mấy chị nha, 16k. Rồi lên cho mấy chị mảnh lụa nữa nè. Cái này em có 1,5 m nha mấy chị nha, 1,5 m chân hai đầu cho mấy chị luôn nè. Cái này mấy chị lên một cái váy, mấy chị phối lên váy đẹp lắm mấy chị, 1,5 m. Cái này chắc cực kỳ đẹp cho mấy chị luôn nha. Đó, họa tiết mấy chị thích không thôi chứ chắc thì đẹp nha mấy chị. Chắc rất là đẹp luôn. Lấy thì chốt lên giúp em mã 37. Chốt 37 giúp em nha mấy chị nha, 37 chắc dày dạng co dạng 4 chiều cho mấy chị nha, 37k. Chân hai đầu cho mấy chị nè. Cái này mà đủ 2 m thì lên áo dài đẹp nè mấy chị ơi. Còn có 1,5 m á. Về mấy chị phối váy phối đồ rất là đẹp luôn. Lên một cái váy nha mấy chị nha. Đó 37k, ai lấy thì chốt 37 lên giúp em nha. Chốt 37 lên cho em. Chị nào lấy thì chốt mã 37 lên giúp em nè. Chốt 37 mấy chị ơi, 37k. Rồi lên cho mấy chị mảnh Volter. Volter có phối mấy chị ơi. Đây phối bi nè. Phối dập bi phía ngoài cho mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Cái này em có gần 3 m á mấy chị. Cái này về mấy chị lên một cái maxi rất là đẹp luôn. Lên maxi cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị. Ai lấy thì chốt lên cho em mã 35. 35 ngàn nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt 35. Chốt 35 lên giúp em nha mấy chị nha. Tơ nè 35k. Gần 3 m á mấy chị ơi. 35k, chị nào lấy thì chốt 35 nha mấy chị nha. 35k nè. 35 nha mấy chị ơi. 35 cho chị Lê Thúy Đoàn nè. 37 cho chị Lâm Ngọc Huệ nè. Chị Lâm Ngọc Huệ lên giùm em số với nha chị Lâm Ngọc Huệ nha. Cái này cho chị Lê Thúy Đoàn nha. Rồi 37 cho chị Lâm Ngọc Huệ nè. Rồi lên giùm em số với nha. À, xem không được giờ vô lại. À vậy hả chị? Xem không được à, tối em còn like nữa nha. Rồi 37 cho chị Lê nha, Lâm Ngọc Huệ. Chị Lâm Ngọc Huệ cố gắng chọn đủ đơn giúp em nha chị nha. À, giờ mà chọn không được thì tối vào chọn nha chị. Ngày mai là em đi đơn rồi nha. Mai là em đi đơn rồi nha chị. Nhắn thích trang của em nha chị ơi. Nhắn thích trang giùm em với nha. Để tối vào xem nha chị ơi. Hoặc là chia sẻ bài của em vào trang cá nhân á. Tối mấy chị chỉ cần kích vào đó mấy chị xem thôi. Là được nha mấy chị. Mảnh này đẹp quá mấy chị. Mảnh hoa hồng trên sào sau lưng. À, hoa hồng trên sào sau lưng này. Đây. Đây, lụa nha mấy chị nha, cái này là lụa. Cái này nó nhẹ lắm mấy chị, lụa siêu nhẹ luôn nha. Đó, chị nào lấy thì kèm mét lên như em. Cái này em nói chưa tới 30 ngàn 2 mét đâu. Một bộ của nó không tới 30 ngàn, cầm chắc vải là em biết mấy chị ơi. Cái này lên áo dài, lên váy gì cũng đẹp hết nè. Đây nha mấy chị. Không tới 30 ngàn đâu. Không tới 30 ngàn đâu nha mấy chị nha. Tại em cũng cân vải biết đó mấy chị, nên em cũng quen cái tay của em rồi. Nó có trên lợt thì cũng 1-2 ngàn thôi. Cứ comment là đứng. Ủa sao kỳ vậy ta? À, sao? 35 em bỏ cho chị rồi nha. Rồi chị Lâm Ngọc Huệ ơi, lên giùm em số với nha. Lụa cam 3 m. Rồi ok chị, lụa cam 3 m nè. Để em cắt rồi em cân lên cho chị thử bao nhiêu nha. Chị Mỹ Linh Đầm không mua gì ủng hộ em hết hiện. Để con thử cái thử.
Rồi có ma có 40.000 à chị. Nếu như 30.000 một mét là 3 mét là 45.000 mà đây có 40.000 à. Đó chưa tới 30.000 rồi mấy chị. Chưa tới 30.000 luôn ấy. Lê Thùy Đoàn. Hoa hồng cam hoa nhí trên xào sau lưng. Trên xào là không còn cái hoa nhí nào nữa nha mấy chị nha. Đây, cái này là vôn này. Cái này là vôn bi nha mấy chị ơi. Cái này là vôn bi nha. Đó, chị nào muốn cắt vôn bi thì mấy chị comment mét lên em. Cái này thì nó cũng nhẹ lắm. Vôn thì nó rất là nhẹ nha. Vôn thì nó rất là nhẹ luôn nha mấy chị. Em có vôn bi, đây là màu kem này mấy chị ơi. Cái này là màu kem nha. Cái này là màu kem. Còn cái này là màu trắng này mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn nha mấy chị. Đó, vôn bi này. Đó, mấy chị lấy cái nào thì mấy chị chốt lên giúp em nha. Vôn bi nha mấy chị nha, vôn bi. Một cái là màu kem, một cái là màu trắng này. Rồi qua mẫu khác cho mấy chị nha. Rồi lên cho mấy chị mảnh bi nè. Bi lụa nha mấy chị nha, bi lụa nè. Cái này em có 1,5 m mấy chị ơi. Cái này em có 1,5 m bi nè. 1,5 m bi nha mấy chị ơi, 1,5 m bi. Ai lấy mảnh này thì chốt lên giúp em. 1,5 m nè. Rồi 45.000 nha mấy chị nha. 1,5 m 45.000 chắc bi dày dặn mấy chị ơi. 45k. Lấy thì chốt 45 lên giúp em nha mấy chị nha. Ủa chị Lâm Ngọc Huệ ơi, lên giúp em số điện thoại với chị. 45k ai lấy mảnh này chốt 45. Lấy thì chốt 45 lên giúp em nha mấy chị nha. 45k nè. Chị nào lấy thì chốt mã 45. Chốt 45 lên giúp em nha mấy chị nha. 45k nè. Ai lấy thì chốt 45. Chốt 45 lên giúp em nha mấy chị nha. 45k chị nào lấy thì chốt 45 này. Mã 45 nha mấy chị ơi, 45k. 1,5 m 45k nè. Ai lấy thì chốt 45. Ai lấy thì chốt 45 nha mấy chị nha. 45k. Rồi lụa tiếp nha mấy chị nha. Lên cho mấy chị mảnh lụa này. Ai lấy lụa thì chốt lụa lên giúp em. Cái này em có hơn 3 mét. Này hơn 3 mét nha mấy chị nha. Hơn 3 mét lụa nè. Chị nào lấy thì chốt lên cho em mã. Mã 55. Hơn 3 mét 55.000. Chị nào lấy thì chốt 55. Chốt 55 lên giúp em nha mấy chị nha. 55k nè. Ai lấy thì chốt 55. Chốt 55 lên giúp em nha mấy chị nha. 55k. Chị nào lấy thì chốt 55 lên giúp em. Mã 55 nha mấy chị nha. 55k nè. Ai lấy thì chốt 55 lên giúp em nha mấy chị ơi. 55k. 55 nha mấy chị nha. 55. Điện thoại thì để đó mà mấy chị đi đâu hết rồi mấy chị. Điện thoại thì để đó mà mấy chị đi đâu hết rồi. Ê, cái mảnh vàng này còn này, thằng nãy chị nào chốt người ta. Rồi cái này em có đủ lên áo cho mấy chị nha mấy chị ơi. Cái này đủ lên áo nè. Chị nào muốn lên váy suông thì chắc cũng lên được đó mấy chị ơi. Lên váy suông, lên váy chữ A. Thằng nãy chị nào chốt mà không có nè. Chốt mà em tưởng đâu là hết rồi. Tưởng đâu là cắt hết rồi chứ. Rồi ai lấy mảnh này chốt mà 25. Cái này gần 1,5 m mấy chị. Mấy chị lên một cái váy cũng đủ nha. Đó chị nào lấy thì chốt 25 lên cho em. Lấy chốt 25 lên giúp em nha mấy chị ơi. 25k nè. Ai lấy thì chốt 25. Ai lấy thì chốt 25 lên giúp em nha mấy chị nha. 25k. Chị nào lấy thì chốt mã 25. Chốt 25 lên giúp em nha mấy chị nha. 25k nè. Mã 25 nha mấy chị ơi. 25k. Ai lấy thì chốt 25. Rồi lên cho mấy chị mảnh lụa nè. Lụa nha. Đây nha mấy chị. Rồi hoa đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Rồi cái này em có 3,5 m nha. Chị nào lấy thì chốt lên cho em. 3,5 m mấy chị ơi. 3,5 m nè. Ai lấy mặt này thì chốt lên giúp em. Mã 63. 3,5 m 63. 25. 25 cho chị Lê Thùy Đoàn nè. Lê Thùy Đoàn này có mặt này chưa? Ai lấy mặt này thì chốt lên giúp em nha mấy chị nha. 63k. Mã 63 nha mấy chị nha. 63k nè. Chị nào lấy thì chốt 63 lên giúp em nha mấy chị ơi. 63k nè. Chị nào lấy thì chốt 63. Coi dạng 4 chiều cho mấy chị nha. 63k. Ai lấy thì chốt 63 nè. Mã 63 nha mấy chị ơi. 63k.
Chị nào lấy thì chốt 63 lên giúp em. Chị nào lấy thì chốt 63 nha mấy chị nha, 63k nè. Mã 63 mấy chị ơi. Khúc hoa nhí trên xào sau lưng kế bên. Hồng xào luôn. À đây hả chị? À cái này là vôn đó chị ơi, để em lôi xuống luôn nha. Cái đây là vôn đó chị. Chị lấy thì comment, chị lấy cái này đúng không? Chị lấy thì em bỏ chị luôn nè. Cái này em có 3 mét luôn á. Đó, trên xào em chỉ có một cái hoa nhí này nữa thôi, thiệt sự luôn. Với cái này. Đó, nếu như chị lấy cái này thì comment là hồng. Còn cái này là comment là màu gì ta? Màu cam đi. Nha. 3 mét này chị lấy thì chốt mã 33 lên giúp em nha. Đây, có phải cái này không? Mã 33 nha chị ơi. Rồi ok 33, 33 đúng không? Rồi ok nè. Cho chị Lê Thùy Đoàn, cái đó đẹp đấy chị. Rồi em có mảnh vuông tơn à, ngoài xào đây em có mảnh này, chị có lấy thì chốt nha. Đây. Đó, chị có lấy mảnh này thì chốt lên giúp em nha, cái nào nó cũng nhẹ lắm luôn. Nó cũng nhẹ luôn nha chị ơi, nó cũng nhẹ luôn nha, chị có lấy thì kèm mét lên giúp em luôn nha. Cái này chắc em cũng còn tầm 3 mét thôi. Đó, chị có lấy thì em bỏ luôn nha chị này. Chứ sợ nó khuất mắt chị không thấy, khuất mắt chị không thấy nha. Rồi em bỏ chị rồi nha. Bỏ chị mảnh 33 đó rồi, còn mảnh đó thì chắc cũng có 3 mét thôi. Tầm đâu cũng tiền chừng đó thôi. Nó vô nên nó nhẹ thôi nha mấy chị. Vô nên nó nhẹ nha mấy chị nha. Lấy thì em bỏ cho. Lấy thì comment là lấy giúp em. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Rồi lên cho mấy chị 1,5 m cái này nè, lụa nha mấy chị nha, 1,5 m. Rồi ai lấy mảnh này thì chốt lên cho em mã 26. Rồi ok chị nè. Đây. Đó. Đây nha chị nha, đưa sát cho chị xem nè. Đây nha. Màu ở ngoài của nó tươi hơn nha chị nha. Tại trên like ánh đèn á, nó cứ nhò mấy chị. Chứ ở ngoài thiệt sự tươi lắm. Ở ngoài cái màu của nó rất là sáng. Nha mấy chị nha. Ngoài là màu rất là sáng. Chị lấy thì em bỏ chị luôn. Cái đó chắc tầm cũng 3 mét. Rồi lấy luôn nha. Rồi chị nào lấy thì chốt 26 mảnh này luôn giúp em. Rồi để em cân lên cho chị xem luôn. Để báo giá tiền cho chị luôn nha. Để em coi thử là bao nhiêu mét. Rồi cân lên cho chị luôn. Cái này thì 3,5 m á chị ơi. 3,5 m nha. Rồi cái này thì 41.000 á chị. Chị có lấy luôn thì em bỏ luôn nè. 41.000 nha. Tại cái đó là 3,5 m. Rồi 26.000, chị nào lấy thì chốt mã 26 lên giúp em. Lấy thì chốt 26 nè. Rồi ok chị Lê Thúy Đoàn nè. Đó, lấy thì chốt 26 lên giúp em nha mấy chị ơi. Chốt 26 lên giúp em. À lấy thì chốt 26 mấy chị ơi. Lấy thì chốt 26. Rồi lên cho mấy chị mảnh vôn nữa nè. Trời, vôn này đẹp quá mấy chị, vôn hoa nhí nha. Vôn này đẹp quá à. Chị nào lấy thì chốt lên cho em. À, cái này em có gần 2 mét đấy mấy chị ơi, tầm 1,8 m nha. 1,8 m, 1,9 m gì đó nè. Rồi chị nào lấy thì chốt mã 27. Chốt 27 lên giúp em nha mấy chị nha, 27k nè. Ai lấy mảnh này chốt 27. Ai lấy cái này thì chốt 27 lên giúp em nha mấy chị nha, 27k nè. Ai lấy thì chốt 27 lên cho em. Lấy thì chốt 27 lên giúp em nha mấy chị nha, 27k. Chị nào lấy thì chốt 27. Mã 27 mấy chị ơi. Ai lấy mảnh này chốt 27 lên giúp em nha mấy chị. Lấy thì chốt 27 lên cho em nè. Chốt 27 lên giúp em nha mấy chị nha, 27k. Chị nào lấy thì chốt mã 27. Em còn mảnh hoa dây xúc bọt nữa nè chị. Từ nãy chị nào chốt mà không có nè. Em biết là còn ở dưới này nhưng mà nhưng mà moi thì nó không ra mấy chị. Nên thôi. Từ nãy có chị nào chốt nè. Cái này em có 2 mét nè. 2 mét xúc bọt hoa dây nè mấy chị ơi. Từ nãy có chị nào chốt. Mà chị đã chốt mảnh dài hơn. Còn mảnh này có 2 mét thôi. Rồi 2 mét chỉ có 37.000 thôi nha mấy chị nha. 2 mét 37k nè. Chị nào lấy thì chốt 37 lên giúp em nha. Lấy thì chốt 37 lên giúp em nha mấy chị nha. 2 mét nè, hoa dây nha mấy chị nha. Cái này là xúc bọt. Đó, hồi nãy mấy chị chốt luôn á. Em biết còn ở dưới này nhưng mà moi không được á. Đó. Đó, chị nào lấy thì chốt 37 lên giúp em.
Chốt 37 đó chị ơi. Rồi còn mảnh satin. Em còn 1,5 nè. 1,5 satin nha mấy chị nha. 1,5 satin. Chị nào lấy satin này thì chốt nó với em ạ. 22, 1,5 22k. 22k nha mấy chị nha, lên tên nữa. Em coi nha. 26k là mấy mét hả? 26. Dạ 26k là 1,5 hay sao ta? Cái này đúng không chị? Dạ 1,5 nha chị Nga Trần nha. Rồi satin thì 22 nha mấy chị nha. 26 là 1,5 nha chị Nga Trần nha. Rồi 37 hả? 37 là cho chị Lê Thúy Đoàn nè. 37 cho chị Lê Thúy Đoàn nè. Rồi 22 nữa. 37 ấy chị ơi, chứ không phải là 27 đâu chị Nga Trần nha. 2 22 cho chị Lê Thúy Đoàn luôn nè. Em hết mức rồi chị Nga Trần ơi, chị chốt sau rồi. Rồi chị Nga Trần ơi, chị có lấy cái 26 này không? 26, 26 hay 27 ta? 26 hay 27 gì đó nè. Từ nãy có khi em comment lộn á. Chị có lấy cái này không? Lấy thì ok lên giúp em nha. Cái đó 1,5 nha chị. Cái đó là 1,5 nha chị nha. Rồi lên cho mấy chị mảnh súp bọt nữa nè. Súp bọt nha mấy chị nha. Súp bọt mấy chị yên tâm đi. Chắc súp bọt là nó mềm nha mấy chị nha. Không phải nó cứng đâu. Chắc nó mềm nha. Chị điều trị nào không thích bề mặt nhám thì mấy chị không lấy thôi, chứ còn nó mềm rũ co giãn tốt cho mấy chị nha. Rồi cái này em có hơn 2 mét nè. Rồi chị nào lấy thì chốt 52. Lấy thì chốt 52 lên giúp em nha mấy chị nha. 52k. Ai lấy thì chốt 52. Lấy chốt 52 nha mấy chị nha. À dạ rồi, ok chị nghe Trần nha. 52k chị nào lấy thì chốt mẹ 52, 2 mét hơn xíu nha mấy chị nha. 52k mà chắc. Trời ơi, hoa đẹp quá mấy chị ơi. Hoa 3D mấy chị ơi. Giống như hoa in 3D vậy mấy chị. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Chị nào lấy thì chốt lên cho em nha. Lấy thì chốt 52 lên giúp em. Mã 52 nha mấy chị nha. Chắc của nó hơi dày dặn xíu, mềm rũ cho mấy chị nha. 52k. Hơn 2 mét. Hơn 2 mét nha mấy chị nha. Hơn 2 mét nè. Dạ hay, cái này là 1,5 mét. Đau điểm đo chính xác thì chị có lấy thì chị lấy nha. Nhiều lúc đo tay thì nó cũng chênh lệch xíu. Chính xác 1,5 mét luôn nha chị nha. Chính xác đúng 1,5 mét luôn ấy. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha. Lên cho mấy chị mảnh lụa lên áo nè. Cái này lên áo nếu chị lấy thì ok lên thôi. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em nha mấy chị. Rồi lên áo lấy thì chốt mã 26 lên giúp em. Cái này chắc dài dạng này mấy chị. 26k. Chị nào lấy thì chốt 26 lên giúp em. Cái này lên áo nha mấy chị nha. 26k. Lên váy suông cũng được nha mấy chị nha. Cái này mấy chị lên váy suông cũng được nè. Lên váy mặc ở nhà rồi vậy cũng được nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em. Rồi lấy nha cho chị Nga Trần. Dạ rồi ok chị nè. Rồi tiếp tục mấy chị ơi, 26k nè, chị nào lấy thì chốt 26 lên giúp em. Cái này mấy chị lên váy suông cũng được nha, chắc mát cực kỳ, mềm rũ, co giãn tốt. Chị nào lấy thì chốt 26. 26k nha mấy chị nha, chị nào lấy thì chốt 26 lên giúp em. Ai lấy mặt này chốt mã 26 nha mấy chị nha, 26k. Hơn 1 mét á mấy chị ơi, cái này hơn 1 mét nha. Nói chung là lên áo thoải mái luôn. Lên áo thoải mái cho mấy chị nha. Rồi lên cho mấy chị mặt này nữa nè. Này hôm qua một dài dài ngoằng luôn á mấy chị, bán hết luôn rồi còn mảnh xíu nè. Dài dài còn lòn luôn á. Rồi cái này em có 2 mét cho mấy chị nè. Đó chị nào lấy thì chốt nè. 2 mét ai lấy mảnh này thì chốt lên giúp em mã 34. 2 mét 34k. Lấy thì chốt 34 nha mấy chị nha. 34k chắc lụa nè. 34k. Ai lấy thì chốt 34. 34 mấy chị ơi, 34k ai lấy thì chốt 34 nè. Chốt 34 lên giúp em nha mấy chị nha. 34k. Chị nào lấy thì chốt 34. Lấy chốt 34 lên giúp em nha mấy chị nha. Chốt 34 lên giúp em. Mã 34 nha mấy chị, chắc lụa nha mấy chị nha. Đây. 34.000 nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt 34 lên giúp em. Cái đó mà về mấy chị ủi ra rồi may rất là đẹp luôn. Rồi tiếp tục nha mấy chị. Rồi cái này em có hơn 2 mét cho mấy chị nè.
Cái này em có hơn 2 mét cho mấy chị nha, chị nào lấy thì chốt này. Rồi em like hết mảnh này nữa là em nghỉ nha mấy chị nha, để cho mấy chị đi nấu cơm rồi tắm rửa ăn cơm. 7 giờ em like tiếp nha. Rồi ai lấy mảnh này chốt mã 44 nha. Lấy thì chốt 44 lên giúp em nha mấy chị ơi, 44k nè. 44k nha mấy chị nha, 44k ai lấy mảnh này chốt 44 nè. Chốt 44 lên giúp em nha mấy chị nha, để cho mấy chị đi nghỉ ngơi ăn cơm, em cũng vậy. Tối 7 giờ like tiếp nha mấy chị nha. 44.000 nha mấy chị ơi, 44k. Hơn 2m 44.000 nha mấy chị nha, có co giãn cho mấy chị luôn, 44k nè. Chị nào lấy thì chốt 44 lên cho em nha. Chốt 44 nè. 44k rồi em nghỉ nha mấy chị nha. Rồi. Em nghỉ nha, tối 7 giờ gặp lại mấy chị chia sẻ bài rồi đăng cá nhân hoặc là nhắn thích trang giúp em nha. Chào mấy chị. Đang cầm là chắc gì vậy, lụa chị ơi, đang cầm hả? Cái này à, cái này người ta gọi là giống như tầm sọc vậy mấy chị. Đây cho chị. Rồi 44 chị Lê Thị Đoàn. Rồi hello, em nghỉ nha, 44 chị Lê, bye bye mấy chị nha, tối gặp lại 7 giờ nha. Chào mấy chị nè.